Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Trương 1101, đến muộn 11. một. Giờ phút này là chiều mặc một thân trường bào danh sư màu đỏ chót, dưới ánh đèn chiếu rọi vô cùng chói mắt dị thường. Trong tay mang theo một chén rượu ngon, miệng cười khanh khách nhìn qua phía mấy người. Xem ra, dường như hắn không có chút tức giận nào về việc giữa trưa hồng sư qua chỗ hắn gây phiền phức. La Chiêu, người có ý gì? Không có gì, chẳng qua ta chỉ cảm thấy hồng phong đế quốc hiện tại đã thụt lùi nghiêm trọng. Hóa phàm tứ trọng đỉnh phong mà cũng có thể đi vào ba hạng đầu. Chật chật, thật sự là đời sau không bằng đời trước a. À? Nói xong hắn khẽ lắc đầu. Ba hạng đầu trong thi đấu danh sư, tất giang hải, là tuyển đều đã bước vào hợp linh cảnh. Chỉ có một mình Trương Huyền vẫn còn đang ở hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Tới đây tham gia tiệc tối, Trương Huyền không có ý che giấu tu vi, cho nên mới bị đối phương liếc mắt một cái đã nhìn ra. Tứ đại chư hầu mặc dù không mạnh mẽ bằng huyễn vũ đế quốc, thế nhưng diện tích lãnh thổ bao la cũng có rất nhiều thiên tài. Người có thể đạt tới ba hạng đầu, trên cơ bản đều đã đạt đến hợp linh cảnh. Cũng chỉ có tên biến thái như Trương Huyền, rõ ràng cấp bậc thấp hơn so với người khác, thế nhưng lại khiến cho người khác đầu óc choáng váng, suýt chút nữa đã sụp đổ. Hóa phàm tứ trọng thì thế nào chứ? tỉ thí danh sư cũng không phải ai có tu vi cao thì kẻ đó lợi hại thấy tên này lại dám chế diễu trương huyền thực lực thấp hồng sư khẽ nhách miệng ngươi chưa thấy qua chỗ đáng sợ của hắn a à. xem ra phùng sư không có nói cho ngươi biết hắn ngã thành như thế thế nào nếu như ngươi biết chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều nhiều lời như vậy mặc dù vị la chiêu này là bạn cũ của hắn cũng biết rõ ràng về thực lực của đối phương thế nhưng hồng sư lại có cảm giác nếu như nốt đối phương vào cùng một cái lồng với Trương sư, như vậy người cuối cùng đi ra nhất định sẽ là người sau. Ồ, xem ra ngươi rất tự tin a." À. Khóe miệng La Chiêu nhếch lên. "Cũng không biết, sau khi nhìn thấy ba thiên tài hạng đầu bên chúng ta, ngươi còn có lòng tin này nữa hay không?" Nói xong hắn quay đầu, chỉ thấy có ba người thanh niên chậm rãi đi tới, khí tức trên người sáng tối chập chờn, khí tức không kém một chút nào. Hợp linh cảnh trung kỳ. Hồng sư nhíu mày một cái. Ngươi dùng hợp linh đan. Hợp linh đan, đan dược ngũ phẩm, sau khi phục dụng là có thể khiến cho cường giả hợp linh cảnh vô điều kiện tăng lên một cấp bậc nhỏ. Hơn nữa còn không có bất kỳ một chút tác dụng phụ nào cả. Loại đan dược này chỉ có luyện đan sư ngũ tinh mới có thể luyện chế ra được, hơn nữa số lượng cực ít. Chỉ huyễn vũ đế đô mới có để bán ra. Audio điện tử võ tấn bền Ba người này, trong cơ thể mang theo sự hung mãnh do dược lực trợ giúp đột phá, rõ ràng là uống đan dược để đột phá. Hơn nữa còn mới vừa đột phá không lâu, còn chưa có hoàn toàn khống chế đối với lực lượng. Không sai, hóa thanh chỉ có ích lợi đối với linh hồn. Cũng thích hợp nhất với hợp linh cảnh, cũng là thứ có hiệu quả lớn nhất. Bên trong ba hạng đầu của ngươi lại có người ngay cả hợp linh cảnh cũng không có đạt tới. Ngươi cảm thấy một lát nữa, thái tử sẽ để lại danh ngạch cho ngươi hay sao? La Chiêu khẽ cười một tiếng. Các nước chư hầu bọn hắn đã sớm đi tới đế đô, cũng tốn một cái giá lớn để đánh đổi, mua sắm hợp linh đan. Cũng may mắn trước lúc tới đây đã tìm đủ dược vật, khiến cho the en tài ba hạng đầu đều có đột phá. Hợp linh cảnh và trọc thanh cảnh đỉnh phong mặc dù chỉ kém một bước nhỏ, thế nhưng lại là khác biệt giữa linh hồn và thân thể. Không đạt tới hợp linh, linh hồn sẽ không có cách nào tu luyện một mình, coi như đi vào hóa thanh chỉ thì hiệu quả cũng sẽ thấp hơn rất nhiều. Cái này, hồng sư cau mày, thời gian thi đấu danh sư bên hắn với ba nước chư hầu đều giống nhau. Nhưng nơi lần này tỉ thí được thiết lập ở vạn quốc liên minh, cũng cách nơi này có chút xa. Đối phương đã sớm đi tới huyến vũ đế đô, cũng đã sớm có chuẩn bị, quả thực đã khiến cho hắn không kịp trở tay. Thái tử còn chưa có xác định quy tắc phân phối danh ngạch, lại nói, hợp linh cảnh trung kỳ thì như thế nào chứ? Ai cười đến cuối cùng còn chưa nhất định a? À? Mặc dù trên mặt mang theo vẻ lo lắng, thế nhưng trên khí thế không thể thua được, Hồng Sư vẫn cắn răng nói. Người đã tự tin như vậy thì một lát nữa chúng ta sẽ rửa mắt trông coi. La Chiêu cười cười, tay cầm chén rượu mang theo ba người đi vào bên trong đại sảnh. Ai? Hồng Sư vung tay cánh tay lên. Biết rõ đối phương cố ý tới diếu võ dương oai, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được có chút tức giận. Trương Sư, người đừng để ý. Hừ một tiếng, hắn quay đầu nhìn về phía thanh niên đang ở bên cạnh mình ta sao ta không sao không nghĩ tới bởi vì mình tu vi thấp mà lại bị khinh bỉ đối phương lại còn tự an ủi mình trương huyền cười cười nói đúng rồi giữa trưa ngươi tìm hắn tính sổ không biết có tiến hành khiêu chiến danh sư với hắn hay không hắn muốn khiêu chiến thế nhưng không phải ngươi đã nói trước là chúng ta không chấp nhận hay sao hồng sư nhìn qua rồi nói sau khi đi gây phiền toái Cảnh tượng sẽ gặp phải như thế nào? Trương sư và hắn đã cân nhắc qua, cái gì mà nguyên khí tổn hao nhiều, trong thời gian ngắn không thể tỉ thí. Những câu này chính là vị trước mắt này dạy hắn. Nếu không, hắn một đời ngay thẳng, làm sao có thể nói ra lời nói vô sỉ như vậy cơ chứ? Ngươi và hắn đều là hóa phàm lục trọng sơ kỳ, thực lực không kém nhiều. Nếu như giao đấu ai thắng ai thua sẽ rất khó đoán trước, trước đó không chấp nhận không có vấn đề gì, chỉ là Bây giờ thì khác. Trương Huyền cười cười. Khác sao? Hồng Sư hơi sững sờ. Có gì khác nhau cơ chứ? Cũng chỉ có mấy canh giờ mà thôi, tu vi của hắn cũng không có tăng lên, mà La Chiêu cũng không có mảy may yếu bớt chút nào. Có ta ở đây, người cứ việc khiêu chiến, cam đoan người có thể thắng. Trương Huyền thản nhiên nói, hai hàng lông mày mang theo vẻ tự tin ngạo nghễ. Ý của ngươi là, chỉ điểm ta chiến đấu với hắn hay sao? Hồng sư sững sờ, hai mắt lập tức sáng lên. Ừm, khóe miệng Trương Huyền nhếch lên. Dám cười nhạo tu vi mình thấp sao. Trương 1102, đến muộn 2. Vậy thì tốt, một lát nữa, trước hết ta sẽ để cho Hồng sư đánh ngươi tới mức ngay cả cha ruột ngươi cũng không nhận ra rồi lại nói sau. Còn hợp linh cảnh trung kỳ. Không biết đợi lát nữa, khi lão sư các người biến thành đầu heo thì các ngươi còn có vẻ đắc ý như vừa rồi nữa hay không? Được hồng sư liên tục gật đầu mặc dù thanh niên danh sư trước mắt này có cấp bậc thấp hơn so với hắn thế nhưng lão sư người ta lại chính là danh sư bát tinh ở phương diện chỉ điểm hắn càng tận mắt nhìn thấy ngay cả hắn cũng không thể bằng được nếu như có đối phương hỗ trợ chỉ điểm như vậy khi hắn chiến đấu với la chiêu có lẽ sẽ thật sự không thua vào thôi bàn luận một câu không nói nhiều nữa sau đó bốn người đi vào đại sảnh yến hội không hổ là hành cung của thái tử, trang trí cực kỳ xa hoa, rất nhiều viên dạ minh châu to lớn treo ở trong đó, chiếu rọi sáng cả phòng giống như ban ngày. Tiên diễm thảm, các loại bích họa xinh đẹp, cùng với rất nhiều cây cối xanh mơn mờn. Phụ trợ cho đại sảnh tráng lệ trước mắt, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng xinh đẹp, hoàn mỹ. Thái tử có thiên phú cực mạnh, 20 tuổi đã trở thành đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi của huyến vũ đế quốc càng trở thành danh sư tứ tinh, bởi vậy đã được lão sư thu làm học sinh, cử đi tới danh sư học viện. Hồng sư truyền âm tới rồi nói: "Địa vị cao, lại được sủng ái, cho nên mặc dù nơi này là đông cung, thế nhưng lại xây dựng không kém hơn so với hoàng cung, thậm chí còn có ý vị hơn nữa." Ừm. Trương Huyền khẽ gật đầu. Hoàng cung nơi này hắn chưa có đi qua, thế nhưng hoàng cung bình thường lại đi qua không ít mà những hoàng cung trước đó so với hành cung trước mắt này, quả thực kém hơn không chỉ một đoạn. Trên vách tường không chỉ có các bức họa mà còn có không ít tác phẩm thư họa của mọi người. Linh khí nhúc nhích, khí tức vần quanh, hơn nữa, không chỉ có như thế. Vừa đi vào phòng đã lập tức cảm thấy nhiệt độ trở nên thoải mái dễ chịu, có lẽ chung quanh đã bố trí trận pháp điều tiết nhiệt độ. Xem ra vị thái tử này không riêng gì là danh sư, có thiên phú rất tốt mà cũng rất chú trọng tới việc hưởng thụ dọc theo tấm thảm mềm mại đi thẳng về phía trước, đi vào đại sảnh thì đã thấy hai bên gian phòng rộng lớn có sắp xếp hai dãy bàn ghế. Mà đám người La Chiêu vừa rồi đi vào đang ngồi ở đằng sau. Phùng sư trước đó bị ngã suýt chết cũng có mặt chỉ, có điều, so với buổi trưa nhìn thấy còn nghiêm trọng hơn, mặt mũi bầm dập, tiểu tụy không chịu nổi, hẳn là do Hồng sư xuất thủ giáo huấn. Hắn còn có thể kiên trì ngồi ở chỗ này, chỉ sợ đã phục dụng đan dược chữa thương lợi hại gì đó thế nhưng dù vậy cũng không có tinh thần gì cả. So với buổi sáng dương dương đắc ý ở trên không trung hoàn toàn không giống một chút nào. Đây là Phùng Sư, La Tuyền và Tất Giang Hải liếc mắt nhìn nhau, đều trợn trắng mắt. Buổi sáng, khi gặp người này đứng ở trên lưng linh thú phi hành, khí thế rộng lớn, ép cho Hồng Sư không có cách nào tiến lên được. Uy Phong không nói lên lời, kết quả lại bị Trương Sư giống một cái đã từ trên trời rớt xuống. Biến thành như vậy, kết hợp với lời nói mới vừa rồi, xem ra đắc tội với ai cũng được, thế nhưng không thể đắc tội với Trương Sư A. Không để ý tới Phùng sư, Trương Huyền nhìn lại về phía những người khác. Đúng như La Chiêu nói, ba người đứng vị trí đầu mà Phong Nguyên Đế quốc, Tiềm Phong Đế quốc, Trục Nguyệt Đế quốc mang tới đều đã đạt đến hợp linh cảnh, thậm chí còn có một vị đã đạt đến hợp linh cảnh hậu kỳ. Nói đến tu vi, cũng quả thực là thuộc hắn thấp nhất ngoại trừ người của tứ đại chư hầu đến đây, ở giữa chủ vị còn có một thanh niên ngồi ở trong đó, đang tự rót trà uống, có vẻ không tầm thường. Người này mặc một bộ trường bào, trước ngực còn có năm ngôi sao đại biểu cho danh sư ngũ tinh đang lập lè phản chiếu lại ánh sáng. Danh sư ngũ tinh, trương huyền sững sờ, nhìn về phía hồng sư. Chẳng lẽ vị này chính là thái tử? Hắn không phải là thái tử, thái tử chỉ là nửa bước danh sư ngũ tinh, không có đạt tới ngũ tinh hẳn là học trưởng từ danh sư học viện tới, không phải là hình viễn thì chính là ngô chấn. Hồng sư truyền âm tới, từ trong miệng La Chiêu biết được tên của bốn người, mà người trước mắt này, thân là nam tử, đương nhiên không phải là lục công chúa và lạc thất thất, hẳn là một trong hai người hình viễn và ngô chấn. Nếu không, cũng không có khả năng ngồi ngang hàng với thái tử mà không cảm thấy e ngại một chút nào. Hình viễn, ngô chấn. Trương Huyền nhìn qua. Ừm, danh sư học viện tổng cộng có bốn người tới. Ta nghe nói có hai vị danh sư ngũ tinh có tên như vậy. Hồng sư giải thích một câu, nói một tiếng. Thái tử còn chưa có trở lại, chúng ta ngồi xuống trước đã. Vừa rồi từ trong miệng binh sĩ thủ vệ hắn đã biết thái tử đi mời đám người lục công chúa. Hiện tại xem ra, bốn vị thiên tài từ danh sư học viện tới đây mới chỉ có một vị tới. Hồng sư, bởi vì ngươi ở xa cho nên tới khá muộn, chuyện này chúng ta cũng không nói gì thế nhưng có lẽ sáng hôm nay ngươi đã đến đế đô a hiện tại mới tới đây làm cho ngô sư phải chờ có phải ngươi cố ý hay không mọi người mới vừa ngồi xuống thì đã nghe thấy một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên chính là từ một vị lão giả ở phía đối diện danh sư ngô tinh dẫn đội của trục nguyệt đế quốc trần việt nghe thấy hắn nói hồng sư nhướng mày mặc dù thanh âm không lớn Thế nhưng tất cả mọi người bên trong căn phòng đều nghe được, mà vị ngô sư đang uống rượu kia hiển nhiên cũng đã nghe thấy. Thừa nhận đến muộn, đường đường là thiên tài của danh sư học viện cũng đã tới mà người này lại tới chậm. Như vậy cũng tương đương với việc không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, để lại ấn tượng xấu trong lòng đối phương. Phủ nhận, rõ ràng đã tới chậm mà lại không thừa nhận, cưỡng từ đoạt lý, chỉ sợ ấn tượng cũng sẽ không khá hơn chút nào. Có thể nói, một câu đã bước hắn vào tuyệt cảnh làm sao bây giờ khuôn mặt hồng sư khó coi sắc mặt tái xanh đang buồn vì không biết nên trả lời như thế nào thì đột nhiên dường như nghe thấy cái gì đó mà cơ thể trở nên cứng đờ ngay sau đó ánh mắt hắn sáng lên hư lạnh một tiếng lập tức nhìn về phía đối puhôn Ninh Trần Việt xin chú ý từ ngữ của ngươi tiệc tối chỉ là bữa tiệc để cho mọi người gặp nhau vui vẻ mà thôi một lát nữa Thái tử tới có phải ngươi cũng nói hắn đến chậm hay không chương 1103, hai loại đánh giá một. Sao? Nghe thấy hắn nói như thế, tất cả mọi người đều sướng sở, âm thầm hô một câu hay. Câu hỏi của Trần Việt danh sư rất rõ ràng là có tư tâm. Trả lời thế nào cũng sai, thế nhưng câu trả lời khó như vậy mà Hồng Sư lại dùng một câu đã có thể phản kích được. Được đó, người nói ta đến trễ, như vậy thái tử cũng chưa tới, có phải hắn càng muộn hơn ta hay không? Người dám nói thái tử đến trễ, người có ý gì? Chỉ là tiệc mà thôi, người cố ý chụp mũ, rốt cuộc là có dăm tâm gì? Lời này không chỉ trả lời đối phương mà còn dựa thế phản kích, khiến cho Trần Việt trả lời cũng không được mà không trả lời cũng không được. Vẻ mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, buồn bực tới mức suýt chút nữa đã thổ huyết. Ồ, mấy ngày không gặp, tài ăn nói của Hồng Sư so với trước kia đã tốt hơn nhiều a. À. Thấy đồng minh mình là Trần Sư không nói ra lời, La Chiêu mở miệng nói không chỉ có tài ăn nói tốt, thân thủ cũng tốt, là sư có muốn thử một chút hay không? Hồng sư đổ đầy một chén rượu ngon, cười khanh khách nhìn về phía một chỗ khác. Người nói xem có đúng hay không a hát phùng sư. Ngươi, phốc, thân thể phùng vũ nhoáng một cái, dẫn động thương thế, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Không phải không nói tới chuyện này sao? Tại sao lại nói tới nữa cơ chứ? Lại nói, hai người bọn họ tìm ngươi gây phiền phức, liên quan cái dám gì tới ta? ta chỉ lặng lẽ trốn ở một bên, ngay cả lời cũng không dám nói, không ngờ nằm cũng trúng đạn. Phùng sư ra ngoài đi săn, bị linh thú vây công cho nên mới có thương tích. Hai ngày này một mực ở trong phòng ít ra ngoài, làm sao có thể biết được thân thủ của ngươi có được hay không chứ? Khóe miệng La Chiêu cũng giật giật một cái, khẽ nói: "Hắn cũng chế nhạo, nói Phùng sư bị linh thú đả thương, tương đương với gián tiếp đang nói, hồng sư là linh thú, không hiểu nhân tình." hóa ra là bị linh thú gây tổn thương, thật sự là đáng tiếc. Nghe thấy bên trong lời nói của đối phương mang theo ý nhục mạ, Hồng Sư không có chút phật lòng nào mà còn nhàn nhạt, nhạt ngẩng đầu lên, nói. Vết thương ở trên mặt hắn rất rõ ràng, có vết máu ứ động. Ứng hồng biến thành màu đen, đây là do chân khí rót vào trong đó mới có thể hình thành. Sương mũi hơi trũng xuống, tạo thành một đường thẳng với chán, rất hiển nhiên là bị đạp một cước cho nên mới có thể để lại dấu vết này còn có lỗ tai sưng đỏ, bờ môi phát tím, đây rõ ràng là dấu vết bàn tay đánh vào mới có thể để lại ấn ký. Rõ ràng là vết thương do nhân loại công kích mà ngươi lại nói là linh thú. Nói đến đây, mí mắt hồng sư nhấc lên, ánh mắt như điện, nói. Xin hỏi, là sư, người mù mắt hay sao? Hay là đã học được bản lĩnh trắng mắt nói lời bịa đặt? Ngươi, khuôn mặt đỏ lên, là chiều thiếu chút nữa đã ngất đi. Danh sư có nhãn lực vô cùng tốt, công kích do nhân loại đả thương và linh thú, bản thân đã có khác biệt rất lớn. Vừa rồi hắn nói như vậy chỉ là cố ý nói sang chuyện khác, tránh khỏi cho đôi bên xấu hổ mà thôi, ai ngờ. Đối phương lại trực tiếp làm rõ, khiến cho bản thân thành kẻ trợn mắt nói lời bịa đặt. La chiêu tức giận tới mức toàn thân run rẩy, nhưng ngay cả một câu cũng không nói nên lời. Nếu như nói ra là tên này đánh, như vậy chuyện ngăn chặn, vây bắt sẽ bị tiết lộ ra ngoài, mẹ nó không phải nói hắn ta luôn miệng lưỡi vụng về hay sao làm sao lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng như thế này cơ chứ những người khác cũng nhìn nhau hồng sư cũng quá lợi hại a à? hai người trần sư la sư liên thủ giáp công dùng ngôn ngữ trêu chọc muốn làm cho hắn mắc câu kết quả người ta vừa đập vừa cào không chỉ phản kích thành công mà còn khiến cho hai người còn lại ngay cả một câu nói cũng không nói được làm sao hồng sư có thể làm được cơ chứ ta làm sao, chẳng lẽ ta nói sai hay sao, hay là, chính la sư là đầu linh thú mà trong miệng mình nói. Mà tổn thương của phùng sư chính là người đánh, bây giờ bị ta chỉ ra cho nên có chút xấu hổ. Hồng sư thản nhiên nói, a à, la chiêu siết chặt nắm đấm, muốn trả lời, thế nhưng lại không biết nói thế nào. Được rồi, người cũng đã nói đây là tiệc tối, mọi người gặp nhau vui vẻ, cần gì phải dương cung bạt kiếm như vậy thấy bạn cố suýt nữa đã tức điên, thế nhưng ngay cả một lời cũng không nói được, Trần Việt đành phải mở miệng hòa giải. Cũng đúng, chỉ là tiệc tối mà thôi, không cần thiết phải làm như vậy. Bưng chén rượu lên rồi uống một ngục, Hồng Sư cũng không nói thêm gì nữa. Đáng giận, nhìn thấy bộ dáng này của hắn, La Sư, Trần Sư đều cảm thấy khuôn mặt mình rất khó coi, giống là bị táo bón vậy. Vốn trước đó bị tên này đi qua làm loạn đã khiến cho bọn họ đầy một bụng tức giận, cho nên mọi người muốn cho đối phương một ra đòn oai phủ đầu trước khi tiệc tối diễn ra thuận tiện cũng dẫm lên mấy cước. thế nhưng bọn họ có nằm mơ cũng không có nghĩ tới chân còn chưa có đưa ra thì đã bị đối phương dẫm lên rồi. hơn nữa còn là điên cuồng đạp lên trên mặt mấy lần a. À? thật sự là càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực. ngẩng đầu nhìn lại muốn nhìn xem bản thân có để lại ấn tượng xấu trong mắt vị thiên tài kia hay không thì đã thấy hắn vẫn uống rượu như cũ, vẻ mặt không có chút gợn sóng giống như cãi lộn vừa rồi hắn ta căn bản không nghe thấy vậy. Như vậy cũng tốt, thấy đối phương không có để ý, hai người nhìn nhau, đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không biết có chuyện gì xảy ra mà miệng lưới của tên này so với trước kia lợi còn hại hơn nhiều, cãi lộn với hắn ta không có chỗ tốt gì cả. Trước tiên cứ chờ thái tử tới rồi nói sau. Biết nếu tiếp tục ẩm ý thì bên mình sẽ không có bất kỳ chỗ tốt gì, ba người La Chiêu, Trần Việt, Phùng Vũ lập tức truyền âm cho nhau. Trong lúc nhất thời, gian phòng lần nữa trở nên yên tĩnh lại. Bên này không chịu thua lẫn nhau, mỗi người đều có suy nghĩ riêng thì trong một cái sân ở hành cung của thái tử có một người thanh niên thân mặc y phục lộng lẫy đứng ở trong đó. Nhìn bộ dáng dường như đang chờ người nào đó, hơn nữa không biết đã đợi được bao lâu rồi. Dù vậy, trên mặt hắn cũng không có chút không kiên nhẫn nào, ngược lại còn mang theo nụ cười mỉm. Nếu như Hồng sư có mặt ở đây thì nhất định có thể nhận ra được. Vị này chính là thái tử huyễn vũ đế quốc, Diệp Tiền. Đáng giận, đáng giận, đều do tên kia, nếu không phải hắn cướp đỗ căn thảo của ta đi thì làm sao có thể giống như bây giờ, ngay cả mua cũng không mua được. Hình viễn, người đã điều tra ra người kia là ai chưa? Một tiếng giết vang vọng, ngay sau đó đã có một đạo thân ảnh xinh đẹp từ bên ngoài viện đi tới. Cái này, một lát nữa, ta sẽ để cho Diệp Tiền sai người đi thăm dò ngay sau đó có một đạo thanh âm mang theo vẻ áy náy vang lên một thanh niên theo sát ở phía sau người vừa mới lên tiếng hai người này chính là lục công chúa và thanh niên hình viễn mà ban đầu trương huyền gặp phải ở trong kỳ chân lâu sau khi rời khỏi kỳ chân lâu vị lục công chúa này lại tìm kiếm khắp nơi nhìn xem có thể tìm được đỗ ưu thảo hay không kết quả nàng đi tìm rất nhiều nơi mà cũng không thấy nàng ở ngoài chơi đùa cho tới bây giờ cũng không thu hoạch được gì càng nghĩ càng giận, vừa vào cửa đã không nhịn được gào thét một tiếng. Lục công chúa, hình viễn học trưởng. Thái tử Diệp tiền tiến lên đón, ôm quyền không người chào hai người. Ồ, người ở đây thì tốt, vừa vặn có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Hình viễn lạnh nhạt nhìn qua. Học trưởng có gì phân phó thì cứ việc nói. Trường 1104, hai loại đánh giá, hai. Diệp tiền vội nói, lúc ban ngày ta và lục công chúa đã gặp một thanh niên 20 tuổi ở kỳ chân lâu. Người này mang theo một tên quản gia mập mạp, người giúp ta tra ra thân phận của hắn một chút. Sau khi biết thì mau chóng báo cho ta một tiếng. Hình viễn khoát tay áo. Được. Diệp tiền gật đầu. Mặc dù đối phương nói rất mơ hồ, thế nhưng đây là huyễn vũ đế đô, bằng vào lực lượng thái tử của hắn. Muốn tra ra một người, vẫn rất là đơn giản. Lục công chúa, hình viễn học trưởng, chuyện này ta sẽ lập tức sai người đi làm. Đêm nay ta đã chuẩn bị thiết yến, mời các ngươi đi qua đó tham dự. Thuận tiện cũng làm quen một ít tân sinh mà huyến vũ đế quốc chúng ta lần này đưa đi tới danh sư học viện. Không có hứng thú. Lục công chúa khoát tay áo. Khi đi ra ngoài nàng vẫn còn là công chúa cao cao tại thượng, lúc trở về đã biến thành nô tỳ của người khác. Chuyện này đã khiến cho nàng tức giận tới no, đâu còn có tâm tư đi tham gia tiệc tối gì nữa chứ. Cái này, không nghĩ tới vị học tỷ này lại trực tiếp cự tuyệt, vẻ mặt Diệp Tiền có chút lúng túng nhìn về phía Hình Viễn đang ở cách đó không xa. "Học trưởng, ngươi... Ai, ngươi về trước đi, chờ một lát nữa ta sẽ đi qua." Hình Viễn khoát tay áo. "Được rồi." Diệp Tiền cũng nhìn ra vị lục công chúa này đang tức giận, cho nên hắn cũng không nói thêm lời nào nữa mà cúi mình vái chào rồi đi ra ngoài. Mặc dù hắn là thái tử Huyễn Vũ Đế quốc, thế nhưng so với công chúa của hồng viễn đế quốc vẫn còn kém nhiều lắm căn bản không cùng một cấp bậc đối phương bằng lòng thì cũng thôi nếu như không tình nguyện thì hắn tuyệt không dám cưỡng cầu mới vừa đi mấy bước còn không có rời khỏi sân nhỏ thì đã tiếng truyền âm của hình viễn vang lên ở bên tai lục công chúa đang nổi nóng ta khuyên một chút một lát nữa sẽ cùng đi tới tham dự tiệc đa tạ học trưởng nghe thấy hắn hứa hẹn ánh mắt diệp tiền sáng lên lập tức đi ra ngoài Mục đích chủ yếu của tiệc tối lần này là vì đón tiếp đám người lục công chúa, nếu nàng không đi, như vậy hắn sẽ mất mặt. Lục công chúa, không nên tức giận, chờ Diệp Tiền tra ra thân phận cụ thể của đối phương. Nếu thực sự không được, ta sẽ trả một cái giá lớn để mua đỗ yêu thảo cho người. Thấy hắn đã rời đi, hình viễn an ủi. Không cần ngươi quan tâm. Lục công chúa thở phì phò ngồi xuống. Hình viễn đứng tại chỗ rất là xấu hổ, đi cũng không được, không đi cũng không được Vị lục công chúa này tính tình cổ quái Khiến cho hắn theo đuổi cũng rất là vất vả Trước đó còn rất tốt Thế nhưng tính tình thay đổi thất thường Khiến cho người ta không hiểu rõ nổi Nói thật Tiểu tử kia thu ngươi làm tỷ nữ là do ngươi đồng ý Ta cũng đã khuyên can qua Kết quả ngươi lại không nghe Thậm chí ta muốn giết chết hắn Ngươi cũng không đồng ý Bây giờ lại chạy đến chỗ này nổi giận với ta Và diệp tiền Như vậy là sao chứ càng nghĩ hắn càng cảm thấy buồn bực ngọc phi nhi ngươi thế nào hắn đang không biết nên khuyên can thế nào thì đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên một nữ tử tràn ngập hưng phấn đi tới vừa đi vừa mỉm cười tung tăng giống như chim sẻ thất thất tiểu thư ngươi nhìn thấy bộ dáng này của đối phương hình viễn ngẩn ngơ vị lạc thất thất trước mắt này luôn luôn lạnh lùng như tuyết lúc nào nói chuyện cũng bị cự tuyệt làm sao hôm nay lại cười vui vẻ như vậy chứ nếu như để cho người trong học viện biết băng sơn mỹ nhân cũng biết cười không biết bọn họ có thể nổi điên tại chỗ hay không không có gì nghe thấy câu hỏi của hắn lạc thất thất mới chú ý tới vẻ mặt của mình có vấn đề nàng sầm mặt lại lần nữa khôi phục lại trạng thái lạnh lẽo như băng sau đó đi tới trước mặt lục công chúa làm sao vậy sao lại tức giận thành như vậy ta phi nhi công chúa đang muốn nói khuôn mặt xinh đẹp cũng nhíu lại lại nhìn về phía lạc thất thất ở trước mặt đúng rồi người có chuyện gì sao lại cao hứng như vậy nàng và hình viễn có suy nghĩ giống nhau lạc thất thất luôn luôn hỉ nộ không lộ ra trên mặt không phải nàng nói hôm nay ra ngoài giảng bài luyện đan hay sao sai khi trở về lại cao hứng như vậy không phù hợp với tính cách của nàng a hát ta gặp được một việc mà thôi không có gì nghĩ đến phong độ của trương sư trong ánh mắt của lạc thất thất hiện lên vẻ tôn kính Khóe miệng lần nữa nhét lên, tiếp tục nói. Người nên nói về người một chút đi, rốt cuộc là người nào có thể khiến cho lục công chúa của chúng ta tức giận tới mức như vậy a à? Còn không phải là tên vô sỉ kia. Nói được một nửa thì khóe miệng của phi nhi công chúa đã nhét lên, lắc đầu nói. Không đúng, dựa vào cái gì mà ta phải nói trước? Người nói trước đi, rốt cuộc là ai khiến cho thất thất tiểu thư hỉ nộ không lộ ra của chúng ta cao hứng như thế? Ta... Lạc thất thất trần chờ một chút. Như vậy đi, chúng ta cùng nói rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Ai cũng không được giấu giếm ai. Được. Phi Nhi công chúa gật gật đầu. Bắt đầu đi. Là một người trẻ tuổi hèn hạ vô sỉ, rất biết chơi người. Lại vô tri lỗ máng, khiến cho người ta tức giận. Phi Nhi công chúa cắn răng, trong khóe mắt tràn ngập hận ý. Là một thanh niên tuấn kiệt ôn tồn lễ độ, hòa nhã rộng lượng, học thức uyên bác, khiến cho người ta kính ngưỡng. Lạc thất thất tràn ngập sùng bái nói. chương một 1105, một lễ gặp mặt một. Nghe thấy hai người đối thoại, hình viễn ở bên cạnh có chút ngây ngất. Gia hỏa mà phi nhi công chúa gặp phải kia hèn hạ vô sỉ, quả thực nói hắn còn nghe được. Thế nhưng người mà lạc thất thất gặp phải, rốt cuộc là người nào mà có thể làm cho nàng sùng bái như vậy chứ? Thậm chí, đây cũng không phải là sùng bái đơn thuần, mà là say đắm. Hèn hạ vô sỉ, hắn đã làm gì mà khiến cho ngươi như vậy?" Lạc Thất Thất hỏi. "Hắn, hắn quả thực không biết xấu hổ." Càng nghĩ càng giận, Phi Nhi công chúa lập tức nói chuyện lúc trước ra nói lại một lần. "Bảo ngươi làm tỳ nữ của hắn." Nghe nàng nói xong, Lạc Thất Thất há hốc miệng, không thể tin được. "Người trước mắt nàng là ai cơ chứ? Lục công chúa của Hồng Viễn đế quốc, ở trong tay hoàng đế bệ hạ được xem như là cục cưng quý giá." Hình Viễn đang ở cách đó không xa cái này, mỗi ngày đều truy cầu, ngay cả khoác lác cũng không dám nói một câu, mà lại có thể có người dám để cho nàng làm tỷ nữ, lá gan cũng quá lớn a! À. Lại nói, coi như thu nàng làm tỷ nữ, người xác định có thể sai khiến được nàng hay sao? Mỉm cười, nàng khẽ lắc đầu. Kỳ thật, ta lại cảm thấy người này thật lợi hại, có thể khiến cho Phi Nhi Công chúa điêu ngoa của chúng ta tức thành như vậy, lại còn không dám nói nhảm nhất định rất có bản lĩnh a. À. Ngươi, Phi Nhi công chúa miệng chu miệng nói, ngươi đừng có cười trên nỗi đau của người khác a. À. Đúng rồi, ngươi nói xem rốt cuộc ngươi đã có chuyện gì với người kia. A, à, hôm nay ta đi tới luyện đan sư công hội. Lạc Thất Thất cũng không có dấu giếm mà nói chuyện hôm nay mình gặp phải nói ra, nói rõ ra toàn bộ chi tiết một lần. Chỉ nhìn cách ngươi luyện đan đơn thuần mà đã có thể thuận miệng vạch ra hơn 100 chỗ thiếu hụt. Chỉ điểm ngươi luyện đan luyện chế ra dược vật lục phẩm. Cái này, cái này, quan trọng nhất là chỉ có 20 tuổi, như vậy cũng quá nghiêu bức nha. Nghe thấy lời bạn tốt nói, hai mắt phi nhi công chúa trợn tròn. Lạc thất thất là bạn tốt của nàng, cũng là luyện đan đại sư nổi danh trong toàn bộ danh sư học viện. Hầu như mỗi lần thi đấu của đan viện nàng có thể thu được vị trí trước mấy. Nhân vật như vậy, thế mà bị người ta một hơi vạch ra hơn 100 chỗ thiếu hụt như vậy người này có bao nhiêu lợi hại cơ chứ? đừng nói là lạc thất thất, xem như bản thân nàng cũng không nhịn được có tâm muốn bái sư. đúng vậy a, à, lạc thất thất ta từ khi tu luyện chưa hề sùng bái qua một người nào, nhưng trương lão sư lại là người mà ta bội phục nhất. nhớ tới khuôn mặt tự tin và phong độ tuấn lãng của người thanh niên kia, khóe miệng lạc thất thất không nhịn được nhếch lên, khó mà kiềm chế được. ừm, nghe người nói như vậy ta cũng bắt đầu cảm thấy sùng bái một lúc nào đó người gặp lại vị trương lão sư này thì nhất định phải mang ta đi làm quen một chút ta cũng muốn học tập luyện đan với hắn phi nhi công chúa nói được rồi chờ lần sau ngươi nhìn thấy ra hỏa kia thì cũng mang ta đi gặp một chút ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là người nào mà lại dám thu phi nhi công chúa của chúng ta làm tỷ nữ nếu như không có bản sự này như vậy ta giúp ngươi đánh hắn tới mức không nhìn thấy đường thì thôi ừm hai người hiểu ý cười một tiếng tỉ muội tình thâm. khổ khổ, hai vị, Diệp Tiền Thái Tử đã chuẩn bị tiệc tối cho chúng ta, còn mời chúng ta đi tới gặp mặt các thiên tài của Huyễn Vũ Đế Quốc, trước đó cũng đã đồng ý. hiện giờ chúng ta có nên đi tới tham dự một chút hay không? thấy nhị nữ càng ngày càng vui mừng, vui đến mức quên cả trời đất, Hình Viễn ở bên cạnh thực sự không nhịn được phải mở miệng nói. a, à, đúng rồi, còn có tiệc tối. lúc này là thất thất mới nhớ tới nhất định phải đi rồi. Chỉ có điều, trước tiên chúng ta phải thu thập một chút, đổi lại một bộ y phục khác. Được rồi, người đi thì ta cũng đi. Tâm trạng đã tốt hơn, Phi Nhi công chúa cũng gật gật đầu. Hàn Huyên hồi lâu với bản thân, tâm tình của nàng cũng đã tốt lên rất nhiều, không có phiền muộn như trước đó nữa. Cho nên muốn nàng tham gia tiệc, cũng không có gì cả. Nghe thấy các nàng phải sửa sang, thay y phục, hình viễn vỗ chán một cái, cảm thấy sống không thể yên được. Nữ nhân thay y phục tuyệt đối là một việc phiền toái nhất, xem ra buổi dạ tiệc này, không biết hắn còn có thể tham gia được hay không. Thái tử đến. Bên này hình viễn tràn ngập bất đắc dĩ thì ở sảnh yến hội, thái tử Diệp Tiền đã xảy bước đi vào. Thái tử Điện Hạ. Nhìn thấy hắn đi tới, tất cả đám người hồng sư đều đứng dậy ôm quyền bái kiến. Không cần phải khách khí. Nói một tiếng, Diệp Tiền đi tới trước chủ vị, nhìn về phía người thanh niên đang ngồi bên người rồi cười cười. "Mô trấn học trưởng." Ừm. Mô trấn lên tiếng. "Đám người hình viễn đâu?" "Đám người học trưởng một lát nữa mới đến." Diệp Tiền nói. "A à hát. Mô trấn gật gật đầu, không nói thêm lời nào nữa. Thấy hắn không nói gì, Diệp Tiền biết là khách sẽ theo chủ, cho nên lúc này mới nhìn quanh một vòng, nói. "Hôm nay, mục đích mời các vị tới đây" chắc hẳn không cần ta nhiều lời thì mọi người cũng đều biết a à. Biết, chúng ta biết rõ. Đám người la chiêu, Trần Việt gật đầu. Ừm, biết là tốt rồi, vậy trước hết để ta giới thiệu cho các người một chút, vị này là Ngô Trấn học trường. Là danh sư ngô tinh hạ phẩm tới từ Hồng Viễn danh sư học viện, là học viên năm thứ hai. chương 1106, lễ gặp mặt hai. Diệp tiền giới thiệu. Ngô Trấn cũng không đứng dậy mà chỉ gật gật đầu đối với mọi người thân là cao sinh của danh sư học viện cũng quả thực có loại ngạo khí này ngũ tinh hạ phẩm nghe thấy lời giới thiệu trương huyền có chút nghi ngờ nhìn về phía hồng sư bên người hắn danh sư không phải chia làm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong hay sao hạ phẩm là có ý gì danh sư đạt tới ngũ tinh tiến bộ sẽ càng ngày càng khó hồng sư truyền âm ừm trương huyền gật đầu đạt tới danh sư ngũ tinh chẳng khác nào đã đi vào thượng tầng của đại lục. Không nói tới việc tu luyện càng ngày càng khó mà đẳng cấp cũng khó mà tăng trưởng thêm được. Bởi vậy, vì tiện phân chia đẳng cấp hơn, cho nên bắt đầu từ danh sư ngũ tinh đã chia làm ba cấp bậc hạ phẩm, thượng phẩm và viên mãn. Hồng sư nói, như vậy cũng tương đương với tu vi của bản thân, cũng giống như ta, hiện tại ta là hóa phàm lục trọng, được gọi là ngũ tinh hạ phẩm, chờ ta đạt tới thất trọng thì chính là thượng phẩm. Bát trọng thì là viên mãn, đương nhiên, tu vi tăng lên, tầm mắt kiến thức cũng phải gia tăng, nếu không sẽ không xứng với những phân chia cấp bậc này. Trương Huyền đã hiểu ra. Sau khi đạt tới hóa phàm cảnh, mỗi một đẳng cấp của danh sư sẽ tương ứng với ba cấp bậc nhỏ hóa phàm. Ví dụ như, muốn trở thành danh sư tứ tinh thì nhất định phải nắm giữ tu vi hóa phàm nhị trọng trở lên. Nhị trọng, tam trọng, tứ trọng đều là danh sư tứ tinh mà ngũ trọng hợp linh cảnh thì đã có thể xưng là nửa bước ngũ tinh. Đạt tới lục trọng thì thực sự biến thành danh sư ngũ tinh. Đương nhiên, nếu muốn trở thành ngũ tinh, tu vi chỉ là một trong các yêu cầu, vẫn còn cần khảo hạch. Hồng viễn danh sư học viện dựa theo những phân chia này mà tạo ra các năm. Những người mới vào học như các ngươi, đại bộ phận đều ở giữa tứ tinh đỉnh phong và nửa bước ngũ tinh. Là học sinh năm nhất, khi trở thành danh sư ngũ tinh chân chính thì chính là năm thứ hai ngũ tinh thượng phẩm thì là năm thứ ba cứ thế mà suy ra hồng sư tiếp tục truyền âm hồng viễn học viện tổng cộng có sáu niên cấp nói cách khác coi như đạt đến danh sư lục tinh thì cũng chỉ là học viên học viên danh sư lục tinh trương huyền trợn tròn mắt không hổ là danh sư học viện quả nhiên đủ cường đại có thể đoán ra được danh sư trong đó nhiều vô số kể cái gọi là thiên tài chỗ nào cũng có Vốn hắn đối với học viện cũng không có hứng thú gì quá lớn. Thế nhưng sau khi nghe được giới thiệu như vậy hắn lại có chút mong đợi. Nơi có nhiều danh sư hội tụ như vậy, có lẽ có thể tìm được phương pháp giải quyết tiên thiên thai độc. Coi như không tìm thấy, có thể học tập cùng với nhiều danh sư như thế cũng có thể làm cho cấp bậc của mình nhanh chóng gia tăng. So với hắn một mình tìm tòi còn mạnh hơn nhiều. Tên tuổi của ngô sư chúng ta đã sớm nghe nói qua trong năm thứ hai của hồng viễn danh sư học viện cũng là nhân vật bài danh phía trên la triều tiềm phong đế quốc có thể gặp một lần có phúc ba đời nghe thấy thái tử giới thiệu la triều cười khẽ rồi đứng lên lần thứ nhất gặp mặt làm chủ nhà làm sao có thể tay không mà tới được chứ đoạn thời gian trước ta đi ra ngoài lịch luyện vừa vặn lấy được mấy viên tang tước tử ở tây tang chi địa như vậy đi ta tặng cho ngô sư và mấy vị bằng hữu từ hồng viễn học viện tới coi như là thành ý nói xong cổ tay hắn khẽ đảo một chuỗi đồ vật màu đỏ tươi như hạt sen xuất hiện sau đó nhờ chân khí của hắn lại chậm rãi bay đi về phía ngô trấn ở trên đài tang tước tử linh vật vô thượng mọc ra ở bên cạnh xào huyệt của linh thú thiên tước tử hóa phạm bát trọng nghe nói thứ này sau khi dùng còn có thể khiến cho người ta thần thanh khí minh có tác dụng cực lớn đối với gia tăng tâm cảnh của danh sư một lần đưa ra mấy khỏa đây là lễ vật rất nặng quá lợi hại đây chính là đồ tốt. Không hổ là đường chủ danh sư đường tiềm phong đế quốc, vừa ra tay đã cực kỳ bất phàm. Nhìn thấy đồ vật mà hắn lấy ra, mọi người kinh ngạc một hồi, ánh mắt tràn ngập vẻ nóng bỏng như lửa. Ngay cả Trương Huyền và Hồng Sư cũng nhìn một cái, đều khẽ cau mày. Tang thước tử là một loại bảo bối không tầm thường, giá trị rất lớn, không kém gì viên nội đan lạc xà kia. Một lần lấy ra tặng người, xem ra tên La Chiêu này đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tên này không nói thật. Vẻ mặt khó coi, hồng sư siết chặt nắm đấm. Ban ngày khi đi gây chuyện, mặc dù đối phương đã nói bốn người mà Diệp Tiền Thái tử mời tới là ai. Thế nhưng cái gì cũng không có nói, hắn còn tưởng rằng đối phương cái gì cũng không biết, hóa ra. Đối phương đã sớm âm thầm chuẩn bị xong lễ vật. Đi trước một bước chiếm tiên cơ, từng bước đều chiếm tiên cơ, hiện tại coi như muốn tìm bảo vật cũng đã không còn kịp. Tang tước tử, đây chính là đồ tốt. Như vậy ta thay đám người lục công chúa từ chối thì bất kính. Nhìn thấy đồ vật bay tới, ánh mắt của Ngô Chấn cũng sáng lên, bàn tay chộp ra một chảo, lập tức thu đồ vật vào trong lòng bàn tay. Trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Thứ này rất là thưa thớt, coi như là hắn ở trong Hồng Viễn Đế quốc, muốn có được nó cũng khá là phiền toái. La sư cũng đã chuẩn bị lễ vật, Trục Nguyệt Đế quốc chúng ta sao dám rất lại phía sau chứ? đây là tinh nguyệt bồ đề mà ta tốn 10 ngày 10 đêm mới tìm được. Cũng đưa cho ngô sư, mong rằng ngô sư vui vẻ nhận lấy. Ngón tay búng một cái, bốn đồ vật giống như chân châu bay tới, phía trên hiện lên màu sắc lóng lánh ôn nhuận, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tinh nguyệt bồ đề là hạt giống của tinh nguyệt thụ, một ngàn năm mới có thể mọc ra một quả hấp thu tinh hoa của trang sao ngưng tụ mà thành. Lực lượng ẩn chứa trong đó không thua gì nội đan của linh thú hóa phàm thất trọng đỉnh phong nếu như thường xuyên vuốt ve tu luyện thì còn có thể cảm ngộ tinh thần khiến cho tâm cảnh trở nên càng thêm bao la mênh mông. Giá trị thứ này so với tăng tước tử có thể nói là ngang sức ngang tài. nào chỉ là ngang tài, có thể nói còn hơn a. À. xem ra trần sư cũng đã sớm có chuẩn bị. bọn họ đã lấy nhiều đồ tốt như vậy, hồng sư phải làm sao bây giờ? thấy trần sư cũng đã lấy ra bảo vật chân quý như thế, la tuyền và tất giang hải liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều lo lắng không thôi. Xem ra đối phương vừa rồi nói khiêu khích chỉ là một món ăn khai vị, sát chiêu chân chính là ở chỗ này. Đối phương đã lấy ra bảo vật, hồng sư phải làm sao bây giờ? Ngay trong lúc bọn hắn lo lắng, chỉ thấy phùng vũ khuôn mặt sưng đỏ cũng đã lấy ra một bảo vật rồi đưa tới, giá trị không kém hơn cả hai thứ trước đó. Ha ha, hồng sư, lần đầu gặp mặt, chúng ta đã lấy ra một ít tâm ý, người thì sao? Thấy mấy người đã đưa xong, La Chiêu nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nhìn lại. Ao! Tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt tới bên này. chương 1107, Trương Huyền Bi phẫn một. Ta! Sắc mặt hồng sư tái xanh. Không nghĩ tới đối phương lại tàn nhẫn như vậy, trước tiên đưa đồ vật ra ngoài, sau đó lại xoay tay một cái đập tới tướng quân, làm cho hắn không nói ra lời. Ba người khác đã đưa ra lễ vật có cấp bậc cực cao, mà hắn không có chuẩn bị từ sớm, cho nên dù mang ra cũng không bỏ ra nổi được a. À. Mặc dù không mang ra thì cũng không thể nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định đối với phân phối danh ngạch sau đó, nhưng người người đều tặng quà. Mà chỉ có bản thân không chuẩn bị, không chỉ riêng vị Ngô Chấn này mất hứng, mà mặt mũi của thái tử cũng sẽ cảm thấy mất sạch. Huống chi, đối phương dùng ngôn ngữ kích bác lẫn nhau, đã giết tới trước mặt, hắn cũng không thể rụt cổ lại, khiến cho người ta chế diễu a. À. Sao vậy? không phải ngươi không chuẩn bị đó chứ. Thật hay giả vậy, giữa trưa ta đã nói với ngươi, mấy người ngô sư cũng sẽ tham gia tiệc. Vốn ta cho rằng hôm nay ngươi đến muộn như vậy là bởi vì đi chuẩn bị, chẳng lẽ là không phải. Lần thứ nhất gặp mặt, làm chủ nhà, thế mà cái gì cũng không có mang tới, ngươi đang cố ý hay sao? Đám người la chiêu, Trần Việt, Phùng Vũ thấy khuôn mặt của hắn rất khó coi, tất cả đều cười trên nỗi đau của người khác quả thực ban ngày bọn hắn đã nói với Hồng Sư rồi. Nói qua chuyện có bốn người này, thế nhưng lại không nói qua chuyện có tiệc đón tiếp. Cho nên đương nhiên Hồng Sư cũng không biết mà đi chuẩn bị lễ vật. Ồ, quả nhiên, nương theo ba người ồn ào, Diệp Tiền Thái Tử cũng nhướng mày. Mặc dù hắn cũng không thèm để ý đối với chuyện lễ vật này. Thế nhưng những người khác đã đưa tặng mà chỉ có Hồng Phong đế quốc không đưa, chuyện này cũng khó tránh khỏi khiến cho trên mặt hắn có chút không vui. Hôm nay ta vừa tới, đồ vật còn chưa có. Thấy ánh mắt mọi người càng ngày càng nóng, những lời tra hỏi của đối phương càng ngày càng trói tai. Khuôn mặt Hồng sư đỏ lên, đang muốn nói còn chưa kịp chuẩn bị lễ vật thì đã nghe thấy bên người có một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lễ vật của Hồng sư đương nhiên đã chuẩn bị xong. Vội vàng nhìn lại, người nói chuyện chính là Trương Huyền đang ngồi bên người hắn. "Thầy Trương, cái gì ta cũng chưa chuẩn bị." Thầy hắn mở miệng đồng thời còn nói đã chuẩn bị xong ra mặt hồng thiển giật giật vội vàng truyền âm nói không chuẩn bị thì cứ nói là không chuẩn bị cùng lắm thì chịu người khác chế giễu nếu như thừa nhận chuẩn bị nhưng lại không bỏ ra nổi như vậy chỉ có thể càng thêm mất mặt mà thôi lại nói bảo vật bình thường ta có một đống lớn thế nhưng nếu như giá trị không bằng đối phương lấy ra không phải sẽ càng mặt hay sao ồ đã chuẩn bị kỹ càng thì lấy ra đi Thấy ra hỏa tu vi thấp nhất này lại dám mở miệng, La Chiêu hừ lạnh một tiếng, khoát tay một cái. Lấy ra. Trương Huyền lắc đầu. Chỉ sợ hiện tại không bỏ ra nổi a. À. Không bỏ ra nổi, ngươi có ý gì, chẳng lẽ không có đồ mà dám cố ý trêu đùa Thái tử Hà Ngô sư? Nghe thấy hắn nói không bỏ ra nổi, La Chiêu cười lạnh. Thân thể Hồng sư ở bên cạnh cũng nhoáng lên một cái, trước mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa đã ngất đi. Nói có lễ vật mà còn nói không bỏ ra nổi, đại ca, như vậy làm sao có thể ăn nói cho qua được chuyện này a? À? Một khi thực sự không bỏ ra nổi, như vậy không chỉ Ngô sư trách tội mà nhất định cũng đã đắc tội với thái tử. Như vậy phân phối danh ngạch sau đó, kẻ ngu hơn nữa cũng đã biết kết quả. Thái tử và Ngô sư liếc mắt nhìn nhau, cũng đều cau mày. Một gia hỏa chừng 20 tuổi mà trở thành người trong ba thứ hạng đầu, chuyện này khiến cho bọn hắn rất là nghi ngờ giờ phút này lại nói có đồ vật nhưng không bỏ ra nổi trong lòng lập tức tràn ngập hiếu kỳ không biết suốt cuộc trong hồ lô của đối phương bán thuốc gì ngay cả tất giang hải và la tuyền cũng không hiểu ra sao xế chiều hôm nay bọn họ đã ở cùng một chỗ với hồng sư có bảo vật hay không bọn họ biết rất rõ nói có mà lại không bỏ ra nổi chẳng phải đã nguy rồi hay sao ta chỉ là một danh sư tứ tinh lại từ loại địa phương nhỏ như vạn quốc liên minh tới đây coi như cho ta mười lá gan ta cũng không dám trêu đùa thái tử và ngô sư a à. không để ý tới ánh mắt kỳ quái của mọi người trương huyền nhẹ nhàng cười một tiếng mí mắt vừa nhấc lại nhìn về phía la chiêu chỉ là la sư bảo vật mà hồng sư nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị ngươi nhìn cũng đã nhìn cầm cũng đã cầm có phải nên trả lại thứ kia hay không a à, la chiêu sướng sờ tối sầm mặt lại ngươi nói cái gì cái gì mà đã nhìn hay không gì chứ Ta cầm đồ vật của Hồng sư từ lúc nào chứ? Ôi, ta đã biết ngươi sẽ không thừa nhận mà. Than thở một tiếng, Trương Huyền khẽ lắc đầu, hai tay ôm quyền với thái tử và Ngô sư ở giữa rồi đứng dậy. Nếu như thái tử và Ngô sư đã ở đây, như vậy sẽ lấy các ngươi làm đầu. Ta muốn kính xin hai vị chủ trì công đạo cho Hồng sư nhà chúng ta, không biết có được hay không? Chủ trì công đạo? Được, chỉ cần là công đạo thì đương nhiên chúng ta sẽ cam tâm tình nguyện. Thái tử không nói chuyện thì ngô sư đã cười cười, nói. Đa tả, trương huyền gật gật đầu, lại nhìn về phía la chiêu cách đó không xa. Ngô sư đã đồng ý, sẽ chủ trì công đạo, như vậy. La sư, người có dám đối chất với ta hay không? Đối chất, có gì mà không dám? Thấy tên này như vậy, vẻ mặt la chiêu như phát mộng, có chút lơ ngơ. Mặc dù hắn và hồng sư có quen biết, thế nhưng hai người đều chấn thủ một phương hầu như không có chút trao đổi nào chứ đừng nói là cầm đồ vật của đối phương tên này tự tin như vậy lại để cho thái tử và ngô sư làm chứng rốt cuộc hắn ta muốn làm gì nói thật không riêng gì hắn hồng sư ở một bên cũng cảm thấy có chút phát điên từ lúc nào ta có đồ vật bị la chiêu cầm đi chứ bản thân ta còn không biết làm sao ngươi lại biết dám là tốt rồi trương huyền cười cười ngẩng đầu nhìn về phía hắn hôm nay Hồng Sư đã đi tới chỗ ngươi ở đi tìm ngươi, có việc này hay không? Không sai. La Chiêu gật đầu. Hồng Sư nghênh ngang đi tới tìm bọn họ, chuyện này chỉ cần nghe ngóng là có thể biết được. Cho nên coi như muốn giấu giếm thì cũng không ẩn giấu được, không cần thiết phải che che giấu giấu. Lại nói, chỉ là tìm hắn, cũng không liên quan gì tới bảo vật A. Giữa các ngươi đã từng tiến hành danh sư khiêu chiến, có việc này hay không? Ngay trong lúc nghi hoặc thì đã nghe tiếng tra hỏi của đối phương tiếp tục vang lên. Cái này, có. chương 1108, trương huyền bi phẫn 2. Trần chờ một chút, La Chiêu gật đầu. Hắn nhìn thấy Hồng Sư điên cuồng đánh Phùng Sư, trong lòng không cam lòng, cho nên từng đưa ra yêu cầu danh sư khiêu chiến. Danh sư khiêu chiến, dùng máu tươi để kích hoạt huy chương, tổng bộ nhận được tin tức, muốn thẩm tra cũng không khó, cho nên cũng không cần thiết phải giấu giếm, thừa nhận là tốt rồi, cũng tránh cho ta phải tiếp tục giải thích." Trương Huyền gật gật đầu, xoay người nhìn về phía Thái tử và Ngô Chấn, lại một lần nữa ôm quyền. Hai vị cũng đã thấy rồi đó, hắn đã thừa nhận, mọi chuyện sau đó cũng không cần ta nói tiếp a. À. "Không cần phải nói cái gì chứ, ngươi máu nói rõ cho ta nghe." La Chiêu vào đầu, vẻ mặt như phát điên. Rốt cuộc tên này làm cái quỷ gì? Cha hỏi chỉ có một nửa nói chuyện cũng chỉ nói một nửa cố làm ra vẻ huyền bí cái gì mà ta thừa nhận không cần nói rốt cuộc là chuyện quỷ gì cơ chứ ta thừa nhận cái gì ta hồng sư càng không hiểu ra sao thầy trương gây chuyện cũng quá lớn đi làm sao ta nghe cũng không hiểu a à? ngươi nói mọi chuyện rõ ràng đi diệp tiên, ngô trấn cũng liếc mắt nhìn nhau một cái không nhịn được phải ho khan một tiếng được hai vị đã muốn ta nói rõ ràng như vậy cũng coi như ta không phạm thượng dùng thân phận danh sư tứ tinh mạo phạm ngũ tinh trương huyền nói đến đây trong mắt tràn ngập vẻ bi phẫn và lửa giận trên mặt tràn ngập vẻ oan ức và thương tâm không nói nên lời kỳ thật chuyện này thầy hồng không cho ta nói ta cũng chỉ quá không cam lòng cho nên mới muốn nói ra a -hát, hả hai mắt thầy hồng trợn tròn ta không cho ngươi nói ta không cho ngươi nói cái gì chứ thầy hồng nhân hậu không giỏi từ ngữ vì chú ý tới mặt mũi của huyễn vũ đế quốc cho nên không muốn nhắc tới nhưng làm hậu bối bây giờ ta đã không nhịn nổi nữa thanh âm của trương huyền tiếp tục vang lên nghe thấy hắn nói như thế ra mặt diệp tiền ngô trấn co lại hồng sư nhân hậu hay không chúng ta không biết nhưng không giỏi từ ngữ đây rõ ràng là mở mắt nói lời bịa đặt a à. mới vừa rồi hắn đã nói cho đám người la chiêu trần việt thiếu chút nữa đã ngất đi cảnh tượng này cũng không phải chúng ta không thấy a à. Người bớt tán dốc tây tán dốc đông ở chỗ này đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Mau nói, thấy hắn càng nói càng nhiều, là chiều thực sự không nhịn được nữa. Vậy thì tốt, ta nói. Dường như đã đưa ra quyết định gì đó, Trương Huyền cắn răng một cái, tràn ngập bi phẫn. Buổi trưa hôm nay, thầy Hồng đi qua tìm ba người bọn hắn thương nhị, kết quả ba vị danh sư như bọn hắn không chỉ liên thủ đánh cho Hồng sư một trận, mà còn cướp đi bảo vật mà hắn đã sớm chuẩn bị xong từ trước ta hóa, ngươi nói cái gì đánh cho hồng sư một trận lảo đảo một cái là chiều thiếu chút nữa đã thổ huyết ta đánh cái muội muội ngươi a à, là hồng sư không đánh với ta cơ mà lại nói chúng ta liên thủ đánh hắn lúc nào cơ chứ còn cướp bảo bối cướp cái cọng lông a hát coi như đây là mở mắt nói lời bịa đặt thì cũng nên nói chúng ta đáng tin cậy một chút Nói thế này cũng quá không đáng tin a. À. Ba vị danh sư ở trong sân lại đánh một vị danh sư khác. Nói thế nào thì bọn họ cũng giống như lưu manh a. À. Nhất định bây giờ ngươi sẽ không thừa nhận, vậy ta tiếp tục hỏi ngươi. Buổi trưa ngày hôm nay, không chỉ có ngươi và Hồng sư tiến hành danh sư khiêu chiến, có phải Phùng sư cũng cùng tiến hành khiêu chiến danh sư hay không? Không chờ hắn giải thích, Trương Huyền tiếp tục hỏi. Cái này la chiêu sướng sờ. Đúng là đã tiến hành qua, chỉ là... Quả thực thầy Phùng cũng đã tiến hành danh sư khiêu chiến với thầy Hồng, nhưng... Đó là bị đánh A. À. Chỉ là cái gì, đã có khiêu chiến là tốt rồi. Trương Huyền rất là giận dữ, tức giận không nói nên lời. Hồng sư và Phùng sư đều là danh sư ngũ tinh sơ kỳ, cường giả hóa phàm lục trọng sơ kỳ, thực lực tương đương với nhau. Điểm ấy hẳn là mọi người không có dị nhị gì quá lớn A. À. Mọi người gật đầu tất cả mọi người đều là danh sư cấp bậc lại tương đồng đương nhiên sức chiến đấu sẽ không kém nhiều thực lực tương đương tiến hành danh sư khiêu chiến thầy phùng bị đánh thành như vậy các người cảm thấy thầy hồng có thể tốt hơn được hay không thầy trương nói tiếp thái tử và ngô chấn đồng thời sướng sờ thầy la ta hỏi lại ngươi sau khi thầy hồng và thầy phùng kết thúc khiêu chiến ngươi có phải khiêu chiến đã lập tức xin danh sư khiêu chiến mà có phải hồng sư cũng đã nói lời nói đại loại như nguyên khí đại thương trong vòng 10 năm không thể chiến đấu hay không? Trương Huyền lần nữa nói. Đúng là đã từng nói qua. La Chiêu lần nữa cứng đờ, vừa định giải thích thì lại lần nữa bị cắt đứt. Làm danh sư ngô tinh, cường giả hóa phàm lục trọng. Phải bị đả thương tới trình độ nào thì mới có thể trong vòng 10 năm không thể chiến đấu cùng người khác chứ? Trương Huyền càng nói càng kích động. Dù vậy mà thầy La còn được lý không buông ta người, nhất định phải khiêu chiến, nhất định phải chiến đấu cùng với hắn. Các người thử nghĩ mà xem, làm sao thầy Hồng có thể là đối thủ của ba người. Đương nhiên bảo vật đã sớm chuẩn bị xong cũng đã bị bọn hắn cướp đi. Nói đến đây, Trương Huyền đã tức giận tới mức khó mà ngăn chặn lửa giận, nhìn tình huống của hắn. Dường như nếu hắn nói tiếp, ngay cả nước mắt cũng có thể chảy ra. Ta xxx muội muội ngươi, ta đánh hắn lúc nào, ta đoạt đồ vật của hắn lúc nào, ngươi nói rõ ràng cho ta. Thân thể la chiêu nhoáng một cái, thiếu chút nữa đã không khóc tại chỗ. Rõ ràng là thầy Hồng chạy tới đánh cho thầy Phùng một trận, làm sao trong nháy mắt đã biến thành lưỡng bại câu thương với thầy Phùng, ta lại thừa cơ đánh lén cơ chứ? Hơn nữa còn không riêng gì đánh lén, lại còn giật đồ. Ngươi có thể nói chuyện cẩn thận một chút hay không? Trợn mắt nói lời bịa đặt như thế, ngươi thực sự là một danh sư hay sao? Mặt mũi ngươi để ở đâu đâu? Chương 1109 la chiêu bị làm cho phát điên một không riêng gì la chiêu khóe miệng hai người trần việt phùng vũ cũng đồng thời giật giật một cái cảnh tượng lúc đó chỉ có ba người biết là chuyện gì xảy ra đương nhiên bọn họ cũng đều rõ ràng tình huống chiến đấu với thầy phùng khi đó thầy phùng đã ngã xuống sắp ngỏm rồi thân thể giống như xác chết nằm thẳng chỉ chờ bị đánh a à. lúc nào lưỡng bại câu thương cơ chứ còn đánh lén thầy hồng này nói nguyên khí của hắn tổn hao nhiều thầy La căn bản không có cơ hội động thủ. Thầy Hồng ở bên cạnh thấy Trương Huyền càng nói càng căm phẫn, cả người cũng bắt đầu hoảng hốt. Chẳng lẽ ta thực sự bị La sư đánh? Sao ngay cả một chút ấn tượng ta cũng không có a? À? Ngươi nói bậy, chúng ta có thể làm chứng, tình cảnh lúc ấy không phải như vậy, lúc ấy thầy Phùng đã bị thương. Trần Việt cũng không nhịn được nữa, vội vàng nói. Thầy Phùng đã bị thương, vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, sao thầy Phùng lại bị thương? ai đã thương hắn, đường đường là danh sư ngô tinh, bị người ta đánh cho bị thương, không có khả năng một chút động tính cũng không có a. À. Dường như đã sớm biết đối phương sẽ nói như vậy, Trương Huyền hất ống tay áo lên. Cái này, trên đầu Trần Việt đổ mồ hôi, cũng có thể là ta nhớ nhầm. Thầy Phùng ngăn cản đám người thầy Hồng mà từ trên không trung rơi xuống, thiếu chút nữa đã ngã chết, vốn đây là chuyện rất mất mặt, lại thêm vi phạm đạo nghĩa. Chuyện này nhất định không thể tiết lộ được nếu không, chuyện này truyền đi thầy Phùng cũng không cần phải sống nữa. Chuyện này đã không thể nói, vậy bản thân hắn bị thương như thế nào? Phải biết buổi sáng hắn còn mới vừa gặp mặt với thái tử, sinh long hoạt hổ, buổi chiều đã biến thành một đống bùn nhãn. Căn bản không có cách nào giải thích được A-Hát. Sao nào, bị ta nói ra sự thật, lại định lật lỏng hay sao? Trương huyền lửa giận cuồn cuộn, giống như muốn thiêu đốt bốn phía vậy. Coi như người không lật lỏng, vừa rồi các ngươi đã liên hợp lại cảnh tượng ép buộc thầy hồng thầy ngô cũng tận mắt nhìn thấy lúc này các ngươi lại nói chuyện giúp hắn như vậy cũng được tính là không có gì sao loại lời nói mang theo sắc thái tình cảm rõ ràng như vậy sao có thể khiến cho người ta tin tưởng được chứ cái này ra mặt trần việt giật giật vừa rồi hắn liên hợp với la chiêu ép buộc thầy hồng mặc dù thầy ngô đang uống rượu thế nhưng nhất định đã thấy được vì vậy lúc này muốn lấp liếm cũng không lấp liếm được được rồi tốt nhất bây giờ ngươi và thầy phùng không cần nói gì nữa bởi vì các ngươi căn bản chính là một liên minh trương huyền khoát tay nói trần việt cắn răng đang muốn mở miệng thì đã nghe thanh âm của thái tử vang lên được rồi các ngươi không cần nói nữa để vị tiểu huynh đệ này nói hết lời đã kỳ thật không chỉ mình thầy ngô nhìn thấy ngay cả vừa rồi tặng lễ cảnh tượng ba người cố ý ép buộc thầy Hồng hắn cũng đã nhìn thấy ở trong mắt. Rất rõ ràng, ba người này đã liên thủ, đã như vậy, đương nhiên lời nói của bọn họ cũng không thể tin. Đa tả thái tử, Trương Huyền gật đầu. Vừa rồi khi thái tử còn chưa tới, thầy Hồng bởi vì bị bọn họ đả thương, vì chữa thương cho nên mới tới chậm một chút. Thế mà bọn họ lại trắng trợn ép buộc, chuyện này ngươi có thể hỏi thầy Ngô, ta không có nói dối một chút nào đúng là thầy Hồng Sư có tới chậm một chút. Ngô Sư gật đầu, đa tạ thầy Ngô bênh vực lẽ phải. Trương Huyền lần nữa ôm quyền. Bọn họ đã thương thầy Hồng, cướp bảo vật đi, lại cố ý đứng ở đây khiêu khích. Mục đích chính là muốn làm cho Hồng Phong đế quốc chúng ta mất đi danh ngạch. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, kính xin thái tử quyết định. Quyết định thì đơn giản, lời ngươi nói cũng có chút đạo lý, nhưng, ngươi nói thầy la cướp đi bảo vật của thầy Hồng, vậy ta muốn hỏi một chút, rốt cuộc là loại bảo vật nào người có thể nói rõ một lần chi tiết hay không thái tử nhìn về phía trương huyền có thể trở thành thái tử đương nhiên không phải là hạng người ngu ngốc lời nói của vị thanh niên trước mắt này mặc dù nói không có một chút sơ hở đạo lý rõ ràng không ít chuyện la chiêu cũng thừa nhận nhưng hắn vẫn chưa tin việc ba đại danh sư ngũ tinh có thể làm được chuyện cướp đoạt đồ vật của người khác đúng người nói ta cướp ta đoạt bảo vật gì của hồng thiền nếu không nói nên lời thì chính là ngươi vô hãm danh sư cao hơn một cấp nhẹ thì hủy bỏ tư cách danh sư nặng thì giết chết tại chỗ nghe thấy hắn nói như thế ánh mắt la chiêu sáng lên vội vàng hét lớn chóc gian bắt sống bắt trộm bắt bẩn ngươi nói ta đoạt đồ của thầy hồng vậy thì tốt ngươi nói xem rốt cuộc ta đã đoạt cái gì nếu như không nói được để xem ngươi làm thế nào thân là danh sư tứ tinh phỉ báng ngô tinh chỉ riêng điều này cũng đã có thể khiến cho người vĩnh viễn không vươn mình lên được. Ta đã từng gặp qua người vô sỉ, thế nhưng chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy. Đoạt đồ vật của người khác không thừa nhận cũng thôi đi, không ngờ lại còn ra vẻ đại nghĩa lang nhiên như vậy. Đã như vậy, ta sẽ khiến cho người tâm phục khẩu phục. Trương Huyền hừ lạnh, quay đầu nhìn về phía thầy Hồng ở bên cạnh. Có khả năng ta còn phải làm phiền thầy Hồng một lần. Làm phiền ta ta, thân thể thầy Hồng run run một cái. Thầy Trương cứ việc nói là được. Hiện tại hắn đã phục sát đất đối với người trước mắt này. Cái miệng này quả thực có thể chết nói thành sống, sống có thể nói thành thần tiên. Hôm nay hắn tới chậm, rõ ràng là bởi vì chờ hắn đối phương, kết quả bị nói thành bản thân chữa thương. Kết hợp với lời nói hồ ngôn loạn ngữ trước đó, tất cả đều thuận lý thành trương, không ngờ lại không có chút không hài hòa nào ngay cả người trong cuộc như hắn cũng cảm thấy có lý có cứ có thứ tự có thể theo được cũng có thể suy xét có phải đám người la chiêu phùng vũ đã đoạt đồ vật của mình hay không có thể chuẩn bị tốt như vậy nói không chê vào đâu được chẳng lẽ trước đó đối phương bảo mình đi tìm đám người thầy la thầy phùng gây phiền phức đã nghĩ đến điểm ấy rồi hay không nếu quả thật là như vậy cũng không tránh khỏi quá kinh khủng a à. rất đơn giản trương huyền đổi thành truyền âm người bảo ta nghe thấy hắn nói như thế hai mắt thầy hồng một lần nữa trợn tròn con ngươi co rụt lại ừm đi thôi có thể vạch trần bộ mặt thật của đối phương hay không đành phải dựa vào ngươi trương huyền siết chặt nắm đấm đi đi cái quỷ a nhớ tới lời nói mà đối phương nói ở bên tai mình cơ thể run rẩy một cái thiếu chút nữa thầy hồng đã khóc đây không phải là vạch trần bộ mặt của đối phương mà là ngươi muốn giết chết ta a yên tâm suy nghĩ một chút về giao đấu giữa nhược hoan công tử và tần lỗi lúc trước thì ngươi sẽ hiểu. chương 1110, La Triều bị làm cho phát điên khai. Nhìn ra sự xoắn suýt trong lòng hắn, Trương Huyền an ủi một câu. Nhược hoan công tử và tần lỗi. Hồng sư sững sờ. Dựa theo tình huống bình thường, dùng loại thực lực này của nhược hoan công tử sẽ không thể nào đi vào trước tám. Người đối phương đối chiến lúc ấy chính là tần lỗi, ngay cả bản thân hắn đũ nghèo cảm thấy người trước sẽ không có chút phần thắng nào. Kết quả, tên này lại cầm một bát canh thịt hắt vào mặt tần lỗi, khiến cho nhược hoan công tử hoàn thành lật ngược thế cờ. Suy nghĩ một chút hắn cũng cảm thấy có chút thần kỳ. Xem ra đó chính là phương pháp của tên này không thể nghi ngờ. Chỉ là, không thể không nói, chuyện hiện tại hắn bảo mình làm quả thực có chút giống như chuyện mà nhược hoan công tử làm lúc trước. Được rồi, biết đối phương cũng vì muốn tốt cho bản thân, thầy Hồng trần chờ một chút, sau đó cắn răng, đứng dậy, nhanh chân đi về phía La Sư đang ở phía đối diện. Ngươi lại làm cái quỷ gì vậy? Thấy tên này không nói bản thân bị đoạt bảo bối gì mà ngược lại còn để cho thầy Hồng đi tới trước mặt mình, La Chiêu rất là nghi hoặc. Có chuyện muốn làm phiền La Sư, mong rằng ngươi sẽ phối hợp. Trương Huyền bưng chén rượu lên, tự mình uống rượu, không thèm để ý đối với câu tra hỏi của hắn mà Hồng Sư thì đứng ở trước mặt, ôm quyền nói, thái độ rất là thành khẩn. Phối hợp, vì sao ta phải phối hợp? La Chiêu cắn răng. Các ngươi đã mang đen nói thành trắng, vì sao ta còn phải phối hợp với các ngươi, chờ bị vụ oan nữa hay sao? Nếu như không phối hợp thì chính là trột giả, dạ. chuyện sau đó cũng không cần tiếp tục nữa. Yên tâm đi, thật không thể giả, giả không thể là thật được. Thầy Hồng nói, tốt, ta sẽ phối hợp, người cần ta phối hợp thế nào? Nghe thấy lời này của đối phương hắn đã biết, nếu như không phối hợp thì chính là trột dạ, không dám đối mặt. Đến lúc đó, thật sự là trăm miệng khó cãi, là chiêu cắn răng, khẽ nói. Phối hợp thì phối hợp, ta nhìn xem ngươi có thể làm ra được chuyện gì. Dù sao chỉ cần ngươi không nói ra được ta đã đoạt bảo bối gì. Như vậy không quản lý do gì thì ta cũng đều nắm vững thắng lợi. Đứng lên, hai tay chắp ra sau lưng, không nên động đậy thầy Hồng vẫy vẫy tay. a à, La Chiêu mặc dù tức giận suýt chút nữa đã nổ tung thế nhưng vẫn đứng lên, hai tay chắp ra sau lưng. Ôi, đúng rồi, chính là tư thế này, duy trì cho tốt, đừng nhúc nhích. Thầy Hồng lại uốn nắn dáng dấp của đối phương một lần, lại tìm tư thế mà bản thân thoải mái nhất, đột nhiên bàn tay nâng lên, sau đó tát tới một tát. Phanh, đành vào trên mặt, thanh âm thanh thúy mà vang dội. Ừ, C thái tử như phát mộng thầy ngô thì choáng váng người trong toàn bộ gian phòng đều ngây ngốc đứng ở tại chỗ là phối hợp mà ngươi nói đây sao duy trì tư thế để ngươi đánh cái con mẹ ngươi hồng thiền ta muốn giết ngươi la chiêu sửng sốt một chút rốt cục cũng kịp phản ứng bị một bà tai đánh cho choáng váng răng mất hai ba cái nếu như không phát điên thì thật sự là choáng váng bảo ta đứng vững duy trì tư thế, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì, kết quả chính là vì chuẩn bị kỹ càng, đánh cho ta một bạt tai. Hồng Thiền, La Chiêu ta không đội trời chung với ngươi. La Chiêu đã hoàn toàn điên rồi, cũng mặc kệ thái tử và thầy ngô trên đài mà giơ bàn tay lên, bổ về phía Hồng Thiền. Phần Phật, chân khí như đau, tiếng gió phần Phật, còn chưa tới trước mặt thì đã xé rách và bóp méo không khí lại. Danh sư hóa phàm lục trọng, bất kể kiến thức hay là thực lực đều đã đạt đến cảnh giới cực cao. Một khi toàn lực ra tay, một tòa núi lớn cũng có thể bị đánh thành bột mịn trong nháy mắt, huống chi là con người. Siêu, một chiêu công kích đánh vào không trung, lúc hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy thầy Hồng vừa rồi đánh hắn một bạt tay, chẳng biết từ lúc nào đã trở về tới chỗ ngồi của mình. Tay bưng một chén rượu ngon lên, vẻ mặt khoan thai, thật giống như chuyện vừa rồi chưa có xảy ra vậy. Người đáng chết, con mắt đỏ lên, La Chiêu gào thét. Từ khi trở thành danh sư đến nay, đã lúc nào hắn phải nhận vũ nhục như thế, lại còn ở trước mặt mọi người, bị người ta uốn nắn tư thế kể rồi bị đánh. Còn có chuyện nào càng hố hơn so với chuyện vừa rồi không? Thân thể nhoáng một cái, đang muốn tiến lên quyết chiến sinh tử với Hồng Thiền đã vũ nhục hắn thì lại nghe thấy tiếng quát tràn ngập chính nghĩa của người thanh niên vừa nãy vang lên. Đủ rồi, thầy la, nơi này là hành cung của thái tử, là sảnh yến hội, Người muốn động thủ, lại muốn giết người, là có ý gì? La Chiêu thiếu chút nữa đã khóc lên. Người cũng biết đây là hành cung của thái tử hay sao? Biết mà còn để tiện nhân hồng thiển này bạt tai ta một cái. Đánh cho răng ta rơi đầy đất. Rõ ràng người bị thương chính là ta, người lại nói lý lẽ hào hùng như thế. Ngôn từ chính nghĩa, giống như người đánh người chính là người vậy. Tức giận tới mức suýt chút nữa nổ tung, La Chiêu quay đầu nhìn về phía thầy ngô và thái tử. Hồng Thiền vũ nhục ta, kính xin hai vị cho phép, để cho ta quyết một trận tử chiến với hắn. Lời còn chưa dứt thì lần nữa lại bị người thanh niên cách đó không xa cắt ngang. Thái tử, thầy ngô, không phải mới vừa rồi các người muốn biết bảo vật mà hắn cướp đi của thầy Hồng là gì ư? Vì để tránh cho xuất hiện phiền phức không cần thiết, làm người khác cho là ta ăn nói bừa bãi, hiện tại ta sẽ viết nó ra. Nói xong hắn cũng không nói nhảm, cổ tay khẽ đảo, trước mặt lập tức xuất hiện văn phòng tứ bảo bút, mực, giấy, nghiên. Bút lông chấm vào mực nước, bắt đầu viết như rồng bay phượng múa. chương 1111, người có lời gì nói nữa không? một Viết ra. Thái tử gật đầu. Viết ra quả thực là tốt nhất, như vậy cũng có thể coi là chứng cứ, còn có thể khiến cho La Chiêu không có cách nào chuẩn bị từ sớm được. Cũng có thể xác định, chuyện đoạt bảo vật này rốt cuộc phải là thật hay không. Được, để ta nhìn xem ngươi có thể viết ra cái gì không viết ra được như vậy hôm nay ta không chỉ muốn quyết một trận tử chiến với hồng thiền mà còn muốn giết ngươi gầm lên một tiếng giận dữ la chiêu cắn răng đâu còn có nửa điểm phong độ của danh sư nữa chứ la tuyền tất giang hải liếc mắt nhìn nhau khóe miệng đều giật giật một cái nói thật đổi lại là bọn họ chỉ sợ hiện tại đã phát điên rồi ở trước mặt người khác bị người ta trêu đùa thành như vậy còn có thể khắc chế được xúc động, không có động thủ giết người cũng đã xem như rất lợi hại rồi. Giết ta! Không để ý tới hắn đang gào thét, Trương Huyền viết như rồng bay phượng múa, một lát sau đã thu bút mực lại, đưa tờ giấy đã viết xong về phía trước. Tiếp nhận tờ giấy, Thái tử và Thầy La Sư nhìn lướt qua, hai người đều sững sờ, lập tức để giấy xuống, ngay sau đó lại nhìn về phía La Chiêu cách đó không xa. Thầy La Sư, người có thể đưa giới chỉ chữ vật của người ra, để cho chúng ta kiểm tra qua một lần hay không? Có gì mà không dám cơ chứ? Không biết trên giấy đối phương viết cái gì, thế nhưng hắn không có đoạt đồ vật cho nên trong lòng có tự tin tuyệt đối, đương nhiên cũng không sợ mình bị kiểm tra. Ngâm nga xong, lấy giới chỉ chữ vật trên tay xuống, giải trừ quan hệ nhận chủ sau đó mới đẩy tới phía trước. Tiếp nhận giới chỉ, thái tử nhanh chóng quét qua, không lâu sau, cổ tay khẽ đảo, một cái hồ lô lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người la sư đây là vật gì nhìn thấy đối phương lấy ra thứ này la chiêu ôm quyền nói đây là rượu ngon mà tại hạ coi như mạng đây là rượu ngon chuẩn bị từ trước rượu thái tử nhìn qua ngươi xác định chứ bẩm báo thái tử là rượu ta có thể xác định la chiêu gật đầu được thái tử cũng không nhiều lời mở cái nắp ra mọi người lập tức ngửi được một mùi rượu nồng đậm lan tràn ra khắp gian phòng mùi rượu thật nồng đậm quả thực là rượu chẳng lẽ thầy la đoạt một bình rượu không đến mức đó a à, coi như có rất nhiều mùi rượu thế nhưng cũng chỉ là rượu mà thôi có thể đáng bao nhiêu tiền cơ chứ đúng vậy a à, nhìn xem thái tử nói thế nào a à. người thấy mùi rượu tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ chẳng lẽ chơi đùa lâu như vậy đánh hăng như thế cũng là bởi vì thầy la đoạt một bình rượu của thầy hồng người tu luyện chú trọng tu vi đan dược pháp bảo tiền tài ham muốn ăn uống đã phai nhạt cho dù là rượu ngon khá hơn nữa cũng không đáng để làm như thế a à. đúng là cái này hay không thái tử nhìn về phía người thanh niên đang ở cách đó không xa đúng vậy trương huyền gật đầu không đúng sao thứ này chính là rượu a à. nghe hắn xác nhận thái tử và thầy ngô nhìn nhau đều cau mày khi bọn họ mới vừa mở nắp bình ra cũng đã chuyên môn nhìn qua quả thực là rượu hoàn toàn khác biệt với chữ mà thanh niên này viết hai vị không cần phải gấp phải hay không phải muốn kiểm nghiệm cũng rất đơn giản đứng dậy đi tới trước mặt hai người trương huyền lại nhìn quanh hai bên một vòng sau đó nhìn về phía phùng vũ cách đó không xa thầy phùng ta có chút chuyện không biết có thể làm phiền ngươi một lần hay không không được phùng vũ bị dọa đến mức rụt cổ lại vội vàng lắc đầu làm phiền ta nói đùa gì vậy ngươi chê ta bị tổn thương còn chưa đủ muốn tiếp tục đánh một trận hay sao lần thứ nhất nhìn thấy ngươi ta đã bị ngươi chỉnh cho từ không trung ngã xuống tiếp đó lại bị thầy hồng điên cuồng đánh không nói những chuyện này như vừa rồi thầy hồng nói muốn tìm thầy la hỗ trợ kết quả lại bị đánh cho một bạt tai loại tình huống này ta còn đi lên thì chính là chó con ngươi yên tâm đi lần này là chuyện tốt thấy hắn nghe thấy bản thân muốn giúp đỡ lại bị dọa đến mức suýt ngất đi trương huyền không còn lời nào để nói ta thực sự có ý tốt người nhìn xem người bị dọa đến mức nào kia ta là danh sư cũng không phải là ác ma nha làm sao nghe thấy ta mời lại giống như là gặp ma làm cho ta cảm thấy rất là ngại ngùng chuyện tốt ta cũng không đi đầu của thầy phùng liên tục lắc như là một cái trống lúc lắc được rồi không đến thì thôi thấy đối phương nghi ngờ mà không đến trương huyền nhìn quanh một vòng lại nhìn về phía tất Giang Hải. Thầy tất, người qua đây. Ta, khóe miệng giật một cái, thiếu chút nữa tất Giang Hải đã khóc lên. Ta đang trêu ai ghẹo ai đây? Coi như khi chiến trận chung kết với người ta cũng chỉ nói khoác lác qua một chút thôi sao? Cũng không đến mức mang thù đến tận bây giờ a à. Yên tâm đi, chỉ là bảo ngươi tiến lên chứng minh đây không phải là rượu mà thôi. Thấy bộ dáng này của hắn, Trương Huyền lắc đầu. Được rồi, cắn răng một cái, tất giang hải đi tới trước mặt. Thấy hắn đã đứng vững, Trương Huyền hài lòng gật đầu, cổ tay khẽ đảo, một cái chủy thủ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đến đây, đưa tay ra. Tất Giang Hải nuốt một ngụm nước bọt, lại cắn răng, đưa cánh tay ra ngoài. Không tồi. Nhẹ nhàng cười một tiếng, cổ tay run lên, chủy thủ hóa thành một đạo quang mang, đâm thẳng vào trong cánh tay của hắn. Ah à hát. Kêu thảm một tiếng, tất giang hải không ngừng run rẩy thiếu chút nữa đã phát điên. Sớm biết đây không phải là chuyện tốt gì, thế nhưng dù có nằm mơ hắn cũng không có nghĩ tới, đối phương bảo mình lên là vì muốn đâm một đao. Nhìn thấy máu tươi không ngừng từ trên cánh tay chảy xuôi xuống dưới, nước mắt chảy ào ào, tất giang hải kêu lên một tiếng, trong lòng rất là hối hận. Trường 1112, người có lời gì nói nữa không? 2. Sớm biết như vậy thì cứ học theo phùng vũ giả chết, không tiến lên là được. Ta đã biết không phải là chuyện tốt gì rồi mà. Thấy cảnh này, Phùng Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đối phương bảo hắn đi lên là hắn đã biết không phải là chuyện gì tốt. Bây giờ nhìn thấy đối phương bị một đao đâm cho máu tươi chảy ra, khiến cho hắn lập tức cảm thấy không đi lên là lựa chọn sáng suốt nhất đời này của hắn. Đừng có gấp. Thấy tất giang hải không ngừng giật giật, suýt khóc, Trương Huyền An ủi một câu, lại nhìn về phía thái tử đang ở trước mắt làm phiền thái tử điện hạ và thầy ngô. Ừm, thái tử gật gật đầu, đưa hồ lô rượu trước mặt tới. Audio điện tử võ tấn bền. Tiếp nhận hồ lô, Trương Huyền cũng không nói chuyện mà nắm trong tay, lại lắc lắc một lần, sau đó nhìn về phía La Chiêu đang ở cách đó không xa. Thầy La, ta hỏi lần nữa, người xác nhận đồ vật trong này là rượu sao? Đúng là rượu. La Chiêu gật đầu, vẻ mặt rất là tự tin như vậy thì tốt. Cũng không giải thích nhiều nữa, tay trái Trương Huyền cầm hồ lô rượu, tay phải nắm lấy trùy thủ đang cắm ở trên cánh tay của tất giang hải, nhẹ nhàng nhổ ra. Ao! Máu tươi từ cánh tay phun ra ngoài, cuồn cuộn chảy xuống. Vẻ mặt tất giang hải trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch, cảnh vật trước người biến thành màu đen. Bị đâm một đao, coi như vị trí tổn thương chính là cánh tay thì cảm giác đau đớn cũng khó có thể chịu đựng được. Nhịn xuống, thấy bộ dáng này của hắn, miệng khẽ cười một tiếng, tay trái trương huyền đổ rượu ngon xuống miệng vết thương của hắn. Xì xì xì, rượu ngon tiếp xúc với vết thương, lập tức tạo ra phản ứng rất lớn. Cơ bắp bị trùy thủ đâm thủng dùng mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tăng trưởng. Một lát sau đã khôi phục như lúc ban đầu, giống như là chưa hề bị thương vậy. Cái này, chẳng lẽ đây không phải là rượu, mà là thánh dược chữa thương hay sao? Không sai, chỉ sợ cũng chỉ có thánh dược mới có thể khiến cho vị trí bị thương trong nháy mắt đã khôi phục như ban đầu. Tất cả mọi người đều mở to mắt ra nhìn, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng như lửa. Chỉ cần là người tu luyện thì không có chuyện không bị thương, mà dược vật chữa thương lại là đồ vật thiết yếu nhất của mỗi người. Đan dược chữa thương bình thường, coi như rất chân quý thì mấy ngày cũng rất khó có thể khiến cho vết thương hoàn hảo như lúc ban đầu. Cũng giống như Phùng Sư đang ở cách đó không xa vậy, nếu như thuốc trị thương có thể trị liệu rất nhanh thì cũng không đến mức mang theo mặt mũi sưng đỏ chạy đến đây. Mà thứ trước mắt này, chỉ cần hơi dính vào bên trên đã khiến cho miệng vết thương dữ tợn như thế khôi phục, thậm chí ngay cả sẹo cũng không có. Như vậy cũng quá là đáng sợ a à. Chỉ sợ cũng chỉ có, thánh dược, trong truyền thuyết mới có được công hiệu như thế. Miệng vết thương của ta, vốn cho rằng mình bị tổn thương, không có 10 ngày nửa tháng sẽ không có cách nào khỏi được. Thế nhưng không nghĩ tới vừa mới rót một chút rượu đã trở nên hoàn hảo như ban đầu. Chuyện này khiến HCO Tất Giang Hải lập tức mở to hai mắt ra nhìn, không thể tin được. Quá lợi hại a. À. Hắn khiếp sợ ngay tại chỗ, mà thầy Phùng mới vừa còn dương dương tự đắc, che ngực thì lại suýt chút nữa không thở nổi, hối hận tới mức phát điên. Hóa tên kia gọi hắn lên là vì thử nghiệm thánh dược này. Nếu như sớm biết có loại chuyện tốt này thì hắn còn ra vẻ làm gì, trực tiếp đi lên. Như vậy chẳng phải tổn thương trên người bây giờ có thể được chữa khỏi rồi hay sao? Được rồi, ta đã chứng minh xong, chuyện còn lại kính xin hai vị quyết định. Không để ý tới mọi người đang kinh ngạc, Trương Huyền lần nữa đặt hồ lô rượu lên bàn, lại ôm quyền với thái tử và thầy Ngô rồi xoay người đi xuống. "Thầy la, người nói đây là rượu ngon, mà trên thực tế lại là thánh dược chữa thương. Người giải thích một chút đi." Thái tử mặt không chút thay đổi nhìn qua. "Ta khóe miệng giật một cái, thân thể la nhoáng một cái. Nếu như ta nói, đây thực sự là rượu thì các ngươi tin sao? Hiện tại hắn đã thực sự cảm thấy mình suýt điên rồi. Hắn yêu rượu ngon như mạng, chuyện này không ít người cũng biết, cái hồ lô rượu này là thứ mà hắn mang theo người, bên trong đựng đầy rượu ngon mà hắn thích uống. Từ lúc nào nó đã biến thành thánh dược chữa thương vậy chứ? Đến lúc này mà còn muốn ngụy biện. Vỗ bàn một cái, thái tử tức giận, không thể nhịn nổi. uy lực của bình rượu này tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, thế mà còn muốn ngụy biện, rốt cuộc đối phương muốn làm gì? coi thái tử như ta dễ lừa gạt hay sao? thầy trần, làm phiền người đọc thứ này lại một lần. quát lớn xong, bàn tay hắn run lên, tờ giấy vừa rồi trương huyền đã viết bay lên, sau đó bắn về phía trần việt. vâng, tiếp nhận tờ giấy, trần việt mở ra, vừa đọc thì vẻ mặt lập tức trở nên trắng bệch thầy la cướp đi rượu thuốc chữa thương mà Hồng Sư tốn rất nhiều tâm trí mới lây được. Rượu thuốc này trị liệu được thương thế của thân thể, vết thương bình thường chỉ cần dội lên một chút là có thể hoàn hảo như ban đầu. Người còn có lời gì để nói nữa hay không? Nghe hắn đọc xong, thái tử lần nữa nhìn về phía La Chiêu. Ta, trước mắt La Chiêu biến thành màu đen. Sự thật đã bày ra ở trước mắt, hắn còn phản bác thế nào đút voi nữa? nếu như không phải cướp đi thì sao thầy trương lại có thể biết đây là rượu thuốc hơn nữa lại còn rõ ràng công hiệu như thế thái tử nói tiếp la chiêu cảm thấy như phát điên suốt cuộc là chuyện gì xảy ra hiện tại hắn cũng đã không rõ ràng cho lắm đều là ngươi dở trò quỷ đột nhiên nhớ tới cái gì đó hắn cắn răng nhìn về phía trương huyền cách đó không xa vẻ mặt rất là dữ tợn đều là tên này dở trò quỷ rượu ngon của mình lại biến thành thánh dược chữa thương nhất định là do đối phương làm hắn giống giận như vậy trương huyền không hề bị lay động mà dùng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua cái hồ lô rượu thuốc này là thứ thầy hồng chuẩn bị xem như là lễ gặp mặt đưa cho đám người thầy ngô kết quả lại bị ngươi cướp đi may mà lúc ấy hồng sư đã để lại cho ta một chút chuẩn bị dùng cho bất cứ tình huống nào cho nên ta mới có thể nhanh chóng chữa khỏi thương thế của thầy hồng không đến mức mang vết thương tới đây thì ra là thế nghe thấy hắn nói như thế mọi người lần nữa bừng tỉnh vừa rồi bọn họ luôn cảm thấy kỳ lạ thầy hồng đã bị đám người thầy la quần ẩu vì sao mà thầy phùng tổn thương nặng nề như vậy mà thầy hồng lại không có việc gì hóa ra còn để lại một ít thuốc chữa thương vì vậy mới có thể chữa khỏi thương thế cứ như vậy tất cả chỗ không hợp lý trước đó cũng đều nói thông được la chiêu chuyện này người có lời gì để nói nữa hay không thái tử nhìn qua, trong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng nồng đậm. Chương 1113, quy tắc phân phối danh ngạch một Ta không còn lời nào để nói. Nghĩ nửa ngày, là chiều than thở một tiếng. Hắn thực sự không nghĩ ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong hồ lô là thiên bôi túy, sáng sớm ngày hôm nay hắn đã sai người đi tới bổ phương trai mua. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ đến nó lại biến thành thánh dược chữa thương. Có thể nói, hiện tại hắn đã hết đường chối cãi giải thích như thế nào cũng không rõ nếu như nói không phải đoạt đồ của người ta vì sao đối phương lại biết bên trong giới chỉ chữ vật của mình lại có rượu thuốc có thể chữa thương cho người khác cơ chứ thừa nhận đoạt hắn lại cảm thấy tràn ngập oan ức phải biết giữa các danh sư rất chú ý tới thân phận nhiều nhất hắn cũng chỉ nói ép buộc đối phương hai lần ngay cả động vào thầy hồng cũng không động hắn đoạt đồ vật lúc nào a hát hơn nữa còn là rượu thuốc chân quý như thế ngươi cũng không cần cảm thấy oan ức nếu như hoài nghi chúng ta vô ngươi như vậy hôm nay sau khi giúp thầy hồng trị liệu thương thế chỗ ta vẫn còn thừa lại một chén rượu thuốc hiện giờ có thể biểu hiện ra cho ngươi xem một chút biết suy nghĩ trong lòng hắn trương huyền lạnh nhạt nói một tiếng cổ tay khẽ đảo tổng lòng bàn tay lập tức xuất hiện một ly rượu mùi rượu thơm trong đó phiêu tán khắp nơi lan tràn ra bốn phía ai tình nguyện thử hiệu quả của chén rượu này một chút hắn nhìn về phía chung quanh ta tới phùng vũ đứng dậy vẻ mặt kiên định a à, tất sư vẫn là ngươi đi trương huyền cúi đầu nói phùng vũ khụ khụ tất giang hải đang uống rượu thiếu chút nữa đã bị rượu làm cho sặc chết hắn đành phải đứng dậy vẻ mặt dấp táp bất đắc dĩ để ta tự mình tới đi nói xong hắn chập ngón tay làm kiếm một đạo chân khí bắn ra trong nháy mắt đã vạch ra một đạo vết thương ở trên cánh tay, máu tươi chảy xuôi xuống phía dưới. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền đổ rượu trong ly xuống dưới. Xì xì xì, mấy hơi thở sau, vết thương đã trở nên hoàn hảo như ban đầu, không có một chút dấu vết n ào. Hiệu quả hoàn toàn tương đồng với bình thuốc rượu ở trên bàn trước đó. Thái tử điện hạ, thấy ngô, như vậy đã có thể đã chứng minh bọn họ cướp đồ A. Sau khi làm xong những chuyện này, Trương Huyền lần nữa ôm quyền. Có thể chứng minh được rồi. Diệp Tiền gật đầu. Biết rõ đồ vật bên trong giới chỉ chữ vật của đối phương, lại còn lấy ra thứ có công hiệu tương đồng, như vậy đã có chứng cứ vô cùng xác thực. Thân là danh sư ngũ tinh, cướp đoạt bảo vật của người khác chiếm làm của riêng, quả thực tội không thể tha. Hất ống tay áo lên, Diệp Tiền lần nữa nhìn về phía La Chiêu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tức giận và chán ghét. Trước đó còn có chút hảo cảm với danh sư của các nước chư hầu, thế nhưng hắn không nghĩ tới đối phương lại làm ra loại chuyện như thế này, khiến cho cho người ta cảm thấy chơ chẽn, mất mặt. Thầy Hồng, thầy Trương, huyễn vũ đế quốc xuất hiện loại danh sư này là trách nhiệm của ta, không biết. Các ngươi muốn xử lý bọn họ như thế nào? Thông qua xương hô hồ của Hồng Sư vừa rồi cho nên hắn cũng biết người thanh niên này họ Trương. Mặc dù hắn đã cướp đi đồ vật của ta, thế nhưng hôm nay lại yến tiệc điện hạ đón tiếp quý khách. Chuyện vui mừng như thế, ta cũng không muốn gây rối. Chỉ cần giao ra hồ lô rượu thuốc kia thì ta sẽ không truy cứu nữa. Thầy Hồng ôm quyền, ta và thầy Hồng có suy nghĩ giống nhau. Trương Huyền cũng gật đầu. Không truy cứu. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Vốn bọn họ cho rằng, bức bách La Chiêu như thế, hiện tại lại có thái tử làm chủ, nhất định thầy Hồng sẽ làm cho hắn khó xử, thậm chí còn xóa bỏ tư cách danh sư. Thế nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chỉ cần đưa rượu thuốc tới thì sẽ không truy cứu nữa đây là phần độ lượng như thế nào cơ chứ nhìn xem đều là danh sư ngũ tinh của các nước chư hầu người mỗi ngày đều muốn hại chết người ta khiến cho người ta mất mặt mà rõ ràng người ta đã chiếm lý thế nhưng lại không kiêu ngạo không tự ti ung dung mà rộng lượng ngay cả thái tử ngô sư khi một lần nữa nhìn về phía thầy hồng trương huyền cũng không khỏi coi trọng thêm mấy phần thầy la người đã nghe ra chưa bình rượu thuốc này người muốn trả lại, hay vẫn tiếp tục giữ? Thái tử nhìn qua, ta, trả lại. La Chiêu cũng có chút ngẩn người. Vốn hắn cho rằng đối phương đã vô hãm thành công, nhất định sẽ thừa thắng sông lên, khiến cho hắn thân bại danh liệt. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người ta căn bản không có suy nghĩ kia. Người đã trả bình rượu thuốc này lại, như vậy đi, thầy ngô, thứ này xem như lễ gặp mặt của Hồng Phong đế quốc chúng ta a. À thầy hồng ôm quyền nói. Cái này, ngô chấn trần chờ một chút, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kích động, khẽ gật đầu. Tại hạ sẽ thay đám người lục công chúa, đa tạ thầy hồng. Đây chính là thánh dược chữa thương, bất kỳ một vết thương da thịt nào, chỉ cần nhỏ lên một chút là có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Có thứ này, coi như về sau có bị thương cũng không cần phải sợ gì nữa. Không có gì. Hồng Thiền ôm quyền ngồi xuống khi lần nữa quay đầu nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, ý tò mò trong mắt càng ngày càng nồng đậm. Vừa rồi ba người la chiêu, Trần Việt, Phùng Vũ liên thủ bức bách đã khiến cho hắn chuẩn bị mất mặt xấu hổ một hồi. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trương sư vừa ra tay đã lập tức ngăn cơn sóng dữ. Không chỉ có như thế, còn làm cho La Chiêu thiếu chút nữa đã sụp đổ. La Chiêu có đoạt đồ vật của hắn hay không, hắn biết rất rõ ràng, sao lại. Nói nói, sự thật vô cùng chuẩn xác, khiến cho đối phương không có cách nào cãi lại. Thầy Trương, chuyện vừa rồi. Chương 1114, quy tắc phân phối danh ngạch hai. Thực sự không nhịn được nữa, hắn truyền âm qua. A, à, chỉ là một chút trò vặt che giấu tai mắt người đời mà thôi, lão sư dạy, không thể truyền ra ngoài. Trương Huyền gật đầu nói. Chuyện vừa rồi, rất rõ ràng là ba người La, Trần, Phùng Liên thủ thành một bên, muốn để cho thầy Hồng nhảy vào trong đó, mất mặt xấu hổ. Nếu thực sự là như vậy thì cơ bản bọn hắn đã vô duyên với danh ngạch hóa thanh trì. Cho nên, hắn mới không nhịn được ra tay. Còn rượu thuốc có thể trị thương kia, khi thầy Hồng nói là chiêu thi triển võ kỹ, Thiên Đạo thư viện đã nhìn ra chỗ thiếu hụt là hắn yêu rượu ngon như mạng. Cho nên hắn mới phỏng đoán bên trong giới chỉ chữ vật có chứa rượu ngon. Sau đó những chuyện về sau cũng trở nên rất đơn giản. Kỳ thật Bên trong hồ lô kia quả thực là rượu bình thường, có thể chứa thương là bởi vì khi hắn lắc lắc bầu rượu đã rót vào mấy đạo chân khí. Thiên đạo chân khí vô hình vô chất, trà trộn vào trong hồ lô rượu gây mũi, ngay cả danh sư lục tinh cũng không phát hiện ra được chứ đừng nói là mọi người. Sau đó thầy Hồng bỏ qua cho đối phương, đương nhiên cũng là ý tứ của hắn. Khai trừ một danh sư ngô tinh, chuyện này liên quan trọng đại. Nếu như thực sự truy cứu, tất nhiên sẽ dẫn tới người từ tổng bộ tới. Mà lời giải thích vừa rồi, nếu như lừa gạt một người coi như cũng được, nếu như tìm hiểu kỹ càng sẽ rất dễ dàng lộ ra chân ngựa. Nhất là nguồn gốc của dược dịch, cũng không thể để cho Dương Sư đi ra ngoài chứng minh A. Còn không bằng không đi truy cứu, thuận tiện để lại một ấn tượng tốt cho đám người thái tử. Vật cực tất phản, cực thịnh tất suy, đã chiếm tiện nghi thì cũng nên nhớ câu giặc cùng đường chứa đuổi. Biết là do thầy Dương dạy, thầy Hồng gái gái đầu không hỏi thêm nữa. Chuyện liên quan tới đến danh sư cấp bậc cao như thầy Dương, đây là chuyện mà hắn không thể nào hiểu được, so với việc xoắn suýt, còn không bằng không nghĩ nhiều nữa. Cảm tạ lễ vật của chư vị, hôm nay ngoại trừ đón tiếp đám người thầy ngô ra còn có một việc, chắc hẳn không cần ta nhiều lời thì mọi người cũng đều hiểu. Biết nếu truy cứu tiếp chuyện này thì bản thân sẽ mất mặt mũi trước mặt học trưởng. Diệp tiền thái tử nhìn quanh một vòng, sau đó nói sang chuyện khác. Hiểu rõ, Nghe thấy phần quan trọng của màn kịch đã tới, tất cả mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc. Tiệc tối đêm nay, một là đón tiếp để cho mọi người và mấy vị học trưởng tới từ danh sư học viện làm quen một chút. Thứ hai, một lần nữa xác định phân phối danh ngạch. Đón tiếp, chỉ một mình thầy Ngô mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhất định đã không tiến hành nổi nữa. Vì vậy còn không bằng trực tiếp phân chia danh ngạch, có lẽ còn có thể vãn hồi được một chút mặt mũi. Hóa Thanh Trì là cơ sở kiến quốc của huyễn vũ đế quốc ta. Đối với cường giả hợp linh cảnh trở lên có hiệu quả cực lớn. Chư vị trải qua tầng tầng lớp lớp khảo hạch, đi tới đế đô, đương nhiên chính là vì có thể tiến vào bên trong tiềm tu, từ đó tu vi tiến nhanh. Diệp tiền cười cười. Chỉ là năm nay không giống như những năm qua, cần lấy ra ba danh ngạch từ chỗ chư vị. Ta biết những danh ngạch này rất là quan trọng đối với chư vị, cho nên ta mới mời các ngươi tới, thương nghị một chút lại quyết định quy tắc như thế nào, dưới tình huống không tổn thương tới hỏa khí có thể thuận lợi chọn ra danh ngạch. Đồng thời cũng không chậm trễ ngày mai hóa thanh trì mở ra. Tất cả nghe theo phán xét của Điện Hạ. Mọi người đồng loạt ôm quyền. Việc này liên quan tới danh ngạch của mọi người, cho nên ta cũng không dám làm càn. Vẫn nên cùng suy nghĩ một chút, nếu có biện pháp gì tốt thì cứ nói ra, mọi người cùng thương thảo. Diệp Tiền nói, Thái tử Điện Hạ, Hồng Phong, Phong Nguyên, Tiềm Phong, Trục Nguyệt. Bốn nước chư hầu đưa ra ba danh ngạch, nhất định sẽ có người phải chia ra, cũng có người không chia. Chuyện này có chút không công bằng, ta có một đề nghị, không biết có nên nói ra hay không. Trầm mặc một lát, Trần Việt đứng dậy, tranh mở miệng trước. Nói nghe một chút, Diệp Tiền nhìn qua. Rất đơn giản, mỗi nước chư hầu đều chỉ có ba danh ngạch. Như vậy ta thấy không bằng lấy các nước chư hầu làm đơn vị, bốn quốc ở giữa để tỉ thí, người bài danh cuối cùng. Trực tiếp mất đi tư cách. Trần Việt nói ra suy nghĩ của mình. Còn tranh tài như thế nào, như vậy lại đơn giản. Hôm nay người ba hạng đầu trong thi đấu đều đến, như vậy cứ để cho bọn hắn tỉ thí một chút, ba trận hai thắng. Nói cách khác, mỗi nước chư hầu đều phái ba thứ hạng đầu của mình A tỉ thí, mỗi người so một hồi, thắng liền hai trận thì coi như nước chư hầu đó chiến thắng. Thua, chỉ có thể nhận thua. Phương pháp của Trần Sư, ta đồng ý. Danh ngạch liên quan tới lợi ích của bản thân bọn họ. Cho nên chuyện tỉ thí bọn hắn càng ra sức, hơn nữa, coi như thua, cũng chỉ là tài nghệ bản thân không bằng người, không oán được các nước chư hầu khác. Phùng Vũ cũng mở miệng. Ta cũng đồng ý. La Triều gật đầu phụ họa. Dùng sự cố gắng của mình để tranh đoạt danh ngạch, phù hợp với tinh thần không ngừng vươn lên của danh Sư Đường. Ngô Trấn gật đầu. Vậy thì tốt suy nghĩ một chút diệp tiền cũng gật đầu đồng ý đối phương đưa ra đề nghị này nói thật cũng không tệ lắm lấy các nước chư hầu làm đơn vị lại thêm có thể kích thích người tu luyện đoàn kết cùng một chỗ có tinh thần cùng chung mối thù như vậy cũng tiện làm cho mọi người cố gắng hơn chỉ là đã là tỷ thí thì cũng nên có nội dung không biết việc nội dung tỷ thí chư vị có ý nghĩ gì hay không diệp tiền tiếp tục hỏi cái này ta cũng đã cân nhắc qua Trần Việt cười cười, tiếp tục nói Tỷ thí giữa các danh sư thi đấu là thích hợp nhất Chỉ là, loại tỷ thí này liên quan tới mỗi mặt của các bên Có vô số nội dung, chỉ là một lần tranh đoạt danh ngạch đơn giản mà thôi Không cần phải phức tạp như vậy Không bằng, tỷ thí tu vi đi Hóa thanh chỉ có trợ giúp với thực lực Nếu như quyết định danh ngạch thì tự nhiên cũng cần người có võ lực mạnh nhất Đây là phương pháp trực tiếp nhất, cũng là đơn giản nhất Đúng vậy a. À luận võ là tốt nhất. Cũng tiết kiệm phiền phức. Phùng Vũ, là chiêu thuận miệng tán thành. a à, nghe thấy ba người nói như thế, thầy Hồng và Trương Huyền liếc mắt nhìn nhau, giờ bọn họ mới hiểu được mục đích của đối phương. Ba thứ hạng đầu của ba nước chư hầu đối phương đều phục dụng hợp linh đan, tu vi tiến nhanh. Người thực lực yếu nhất cũng hơn một cấp bậc so với đám người la tuyền. Nếu như tỷ võ, làm sao bên bọn họ có thể là đối thủ cơ chứ? Coi như quái thai Trương Huyền này không sợ, thế nhưng mỗi người chỉ có thể đấu một trận, ba ván hai thắng. La Tuyền và Tất Giang hải thua, như vậy cũng không có cách nào. Xem ra đối phương biết chặn đường không được, cho nên đã suy nghĩ ra biện pháp này. Quá là vô sỉ. Trương 1115, đơn phương bị đánh một. Hóa Thanh Trì, có cực trợ giúp lớn đối với hồn lực, có thể tăng thêm tu vi. Nếu như luận võ tuyển chọn, quả thực là thích hợp nhất. Suy tư một lát, Diệp Tiền gật gật đầu. Tốt, vậy thì tỉ thí thu vi, lấy các nước chư hầu làm đơn vị, ba trận hai thắng. Chỉ là, chúng ta luận bàn, dĩ hòa vi quý, đến điểm là dừng, chỉ cần một bên nhận thua, như vậy sẽ coi như không có gì, không cần thiết phải phân ra sinh tử. Thái tử điện hạ, phương pháp này ta không đồng ý. Thầy Hồng đứng dậy. Rất rõ ràng ba thế lực bên kia đã nghĩ kỹ biện pháp, đang ép buộc bọn hắn, nếu như thực sự đồng ý, chẳng phải sẽ nhất định phải thua hay sao. Mặc dù vừa rồi hắn buông tha La Chiêu, không có tiếp tục truy cứu, xem như giữ lại chút mặt mũi. Thế nhưng với liên minh đối phương, chuyện này căn bản không quan trọng dù sao thi đấu liên quan tới phúc lợi của danh sư, dù là ai cũng khó có khả năng bởi vì tình cảm riêng tư mà làm cho cả các nước chư hầu chịu tiếng xấu bị thua. Lại nói, La Chiêu cũng không ngốc, hắn biết rất rõ bản thân không có đoạt đồ vật, mình chỉ bị đối phương vu hãm đừng nói là cảm ơn nhất định trong lòng còn đang suy nghĩ xem nên thế nào trả thù lại cơ hội như vậy đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua phùng vũ lại càng không cần phải nói bị đánh tới mức hoàn toàn biến dạng tâm lý đã sớm bị kìm nén không thở ra một hơi bọn hắn đã mài đao xoèn xoẹt trần việt là người duy nhất không bị tổn thương làm sao có thể lùi bước cơ chứ cho nên tự nhiên hắn gánh vác quyền lên tiếng mà đoán chừng những lời này đã được bọn hắn thương nghị tốt từ trước khi đến rồi. Sao? Diệp Tiền nhìn qua. Điện Hạ cũng đã nhìn thấy rồi đó, bọn hắn đều sử dụng hợp linh đan, tu vi tăng nhiều. Mà chúng ta vừa tới đế đô, không có cơ hội mua sắm, tu vi so với bọn hắn còn thấp hơn. Nếu như tỷ võ, chỉ sợ tỷ lệ chiến thắng của Hồng Phong đế quốc sẽ rất nhỏ. Thầy Hồng cũng không kiêng kỵ mà nói thẳng. Chuyện này cũng không cần phải kiêng kỵ, đối phương có hợp linh đan trợ giúp, Phía bên mình không có, sao ra kém cũng không tính là gì cả. Danh sư không giống như những nghề nghiệp khác, mặc dù tu vi không phải là quan trọng nhất, thế nhưng cũng có hạn định. Tu vi không đủ, tất cả đều là lâu đài trên cát. Các ngươi tới chậm, không tìm được hợp linh đan, không trách được chúng ta a." À. Trần Việt khẽ nói. "Hóa thanh trì có ích lợi đối với tu vi, chuyện tu vi thấp, không cần phải lấy cớ." Phùng Vũ nói chen vào. "Thầy Hồng buổi trưa ngày hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng hai người chúng ta đều rõ ràng, chuyện này không nói cũng được. Ân oán này, chúng ta có thể để sau này tính toán. Chỉ là, để các hậu bối tỉ thí tu vi, quyết định danh ngạch. Đây là phương pháp công bằng nhất, thích hợp nhất, nếu như ngươi cảm thấy không thắng được, ta thấy các ngươi trực tiếp nhận thua là được rồi. La Chiêu cũng lạnh lùng nhìn qua. Ba người cùng chung mối thù, lập tức bước thầy Hồng đến tuyệt cảnh. Nhận thua sao? Ngay khi Hồng Sư đang không biết trả lời như thế nào thì Trương Huyền lần nữa mở miệng. Điều đó không có khả năng, muốn nhận thua cũng là các ngươi. Không sai, cũng là các ngươi nhận thua. Biết người thanh niên này có trí tuệ và ý tưởng khác người, còn có chủ kiến hơn so với hắn, Hồng Sư gật đầu ứng tiếng. Chúng ta nhận thua, dựa vào cái gì, quy tắc là do chúng ta nói, người so sánh cũng không dám so, không nhận thua còn muốn làm cái gì cơ chứ. Trần Việt cười lạnh. Quy tắc các ngươi nói ra thì làm sao chứ?" Mí mắt Trương Huyền nhấc lên. "Đúng vậy, quy tắc cũng không phải là nhà của các ngươi." Thầy Hồng cũng kịp phản ứng, tiếp tục hát đệm theo hắn. "Quy tắc không phải nhà của chúng ta, cảm thấy không thích hợp thì ngươi cũng có thể nói, chỉ là chỉ cần nói ra yêu cầu có thể khiến cho mọi người đều đồng ý là được." Khóe miệng Trần Việt nhếch lên. Ý tứ của hắn rất đơn giản, ba nhà chúng ta đã liên minh, quy tắc mà ngươi nói có khá hơn nữa nếu như chúng ta không đồng ý thì cũng là nói nhảm. Thầy Hồng Tứ hiểu ý của hắn cho nên mứa oi quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, nhìn hắn sẽ trả lời như thế nào. Ồ, biết không phải là nhà của các ngươi là tốt rồi, vừa vặn ta cũng có một quy tắc mới, muốn nói một chút. Để mọi người cùng nhau thương nghị. Trương Huyền cười cười, rửa tay lắng nghe. Trần Việt nói, chỉ là có đồng ý hay không thì lại không nhất định. Ta tin rằng nhất định các ngươi sẽ đồng ý. Trương Huyền lạnh nhạt nhìn qua. Nếu là các nước chưa hầu giao đấu, vì sao nhất định phải ba hạng đầu cơ chứ? Vạn Nhất bị thương, ngày mai hóa thành chỉ mở ra, rốt cuộc đi vào hay không vào? Đúng a? À. Hai mắt thầy hồng sáng lên, lần nữa ưng tiếng. Vậy ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Trần Việt nhướng mày. Ha ha. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Quy tắc của ta rất đơn giản, chính là những danh sư ngũ tinh dẫn đội như các ngươi tiến hành luận võ. Đúng vậy, quy tắc rất đơn giản. Hả? Tiếp tục hát đệm, thầy Hồng mới nói được phân nửa thì đột nhiên cứng họng, con mắt trợn lớn nhìn qua Trương Huyền. Chúng ta, luận võ. Không sai, không chỉ có như thế, vẫn là thầy Hồng một người đồng thời đối chiến với ba người các ngươi. Trương Huyền tiếp tục nói. Đối chiến với ba người. Thân thể run rẩy một cái, trước mắt thầy Hồng tối sầm lại. Đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi có thể có biện pháp gì tốt, náo loạn nửa ngày thì ra lại ý này sao? Ngươi đang muốn cái mạng già của ta a há, hay là muốn giết ta? Không nói đâu xa, ngay cả một mình La Chiêu chưa hẳn ta đã có thể đánh được, đối chiến với ba người. Ngươi để một mình hắn đối chiến với ba người chúng ta. Không chỉ Hồng Sư ngất, La Chiêu, Trần Việt, Phùng Vũ và tất cả mọi người đều sững sờ. Dùng ánh mắt giống như nhìn kẻ đần để nhìn về phía hai người. Thật hay giả vậy? Hắn vẫn nghĩ phải làm thế nào mới có thể đánh tên này một trầu, không ngờ đối phương chủ động đưa tới cửa. Còn có chuyện tốt này nữa sao? Thế nào, ta đã nói xong quy tắc, các ngươi có dám hay không dám? Trương Huyền mỉm cười, hỏi chúng ta có dám hay không sao? Chương 1116, đơn phương bị đánh khai la chiêu không nhịn được nhìn về phía thầy hồng cách đó không xa ngươi nói nghiêm túc chứ lập tức hắn nhìn thấy thầy hồng như sắp khóc vẻ mặt như là bị táo bón hắn khẽ gật đầu mặc dù không biết vì sao thầy trương lại muốn làm như thế thế nhưng đã có kinh nghiệm trước đó hắn biết đối phương không làm chuyện gì mà không có nắm chắc trương huyền đã nói như vậy nhất định đã có chủ ý của riêng mình thế nào không dám sao coi như không dám thì đừng có nói nhảm nữa Khoát tay áo, Trương Huyền không nói thêm lời nào nữa. Vì sao lại không dám cơ chứ? Ta sợ một lát nữa, hắn sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đám người Trần Việt, là chiều nhìn nhau, xác nhận đối phương nghiêm túc, tất cả đều cười ha hả một tiếng. Thái tử Điện Hạ, tình cảnh mới vừa rồi ngươi cũng đã thấy rồi đấy, không phải là chúng ta muốn bắt nạt người khác. Là thầy Hồng tự nguyện khiêu chiến ba người chúng ta để quyết định vấn đề danh ngạch. Hắn đã khẩn thiết như vậy khăng khăng muốn, như vậy mong rằng điện hạ thành toàn. Sợ đối phương đổi ý, Trần Việt vội vàng ôm quyền. Cái này, không nghĩ tới tình hình lại biến thành như vậy, Diệp Tiền nhíu mày, quay đầu nhìn về phía thầy Hồng. Các ngươi đều là danh sư ngũ tinh sơ kỳ, hóa phàm lục trọng sơ kỳ, thực lực tương đương với nhau. Ngươi khẳng định muốn đồng thời tỉ thí với ba người đó chứ? Thực lực tương đồng, một đấu với ba, rõ ràng là tự tìm cái chết. Nói thật, hắn không có xem trọng đối phương một chút nào. Xác định, Hồng Sư vẫn chưa trả lời thì Trương Huyền đã đồng ý thay hắn. Vậy thì tốt, hai bên đã thương nghị quyết định ra phương pháp, Diệp Tiền cũng không nói thêm lời nào nữa mà nhìn quanh một vòng. Được rồi, hiện tại ta tuyên bố quy tắc tỉ thí, Hồng Sư một mình đối chiến ba người thầy Phùng, thầy La, thầy Trần, lấy thắng thua để quyết định danh ngạch. Nói xong hắn vây một cái, ngoài cửa có một đám hộ vệ đi tới, thu thập đồ trong phòng khách một chút. Dọn ra một nơi đủ rộng để có thể chiến đấu. Đến điểm là rừng, không cần thiết phải tổn thương hòa khí. Thấy bốn người đi vào sân, Diệp Tiền nói một câu. Yên tâm đi, nhất định chúng ta sẽ đến điểm là rừng. Thầy Phùng cười lạnh một tiếng, cố ý nhấn mạnh bốn chữ, đến điểm là rừng, rất hiển nhiên, ý tứ của hắn tuyệt không chỉ là đơn giản như đến điểm là rừng vậy. Không sai, chúng ta và thầy Hồng đều là bạn cũng nhiều năm, sẽ không quá phận." La Chiêu cũng bật cười. Hai người đều bị thua thiệt trên tay thầy Hồng, lúc này đối phương lại quang minh chính đại tự tìm cái chết, sao bọn họ có thể buông tha được chứ? "Thầy Trương, thầy Hồng đối chiến với ba người, không có phần thắng nào a." À? Nhìn thấy tỉ thí ở giữa sân hết sức căng thẳng, La Tuyền, tất Giang Hải đều xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, rất là sốt ruột. "Thầy Trương thoạt nhìn rất thông minh, làm sao lại đưa ra quyết định ngu xuẩn như thế cơ chứ?" một đấu với ba, không phải là muốn chết hay sao? Không cho thầy Hồng lên, các ngươi có nắm chắc vượt qua bọn hắn hay không? Trương Huyền nhìn về phía bọn họ, cái này hai người con người lại đồng thời lắc đầu. Mặc dù bọn hắn là thiên tài, thế nhưng người có thể được đối phương chọn ra, nhất định cũng không đơn giản. Nếu chỉ tỉ võ đơn thuần, bằng vào đẳng cấp nghiền ép muốn vượt qua đối phương, chỉ sợ không có khả năng. Nói cách khác nếu như bọn hắn tham gia tỷ thí tỷ lệ vượt qua hầu như là con số không thế nhưng thầy hồng mặc dù mình không có cách nào thắng được thế nhưng hồng sư đi khiêu chiến khả năng chiến thắng cũng không lớn a hát cứ xem là được cũng không giải thích trương huyền cười cười được rồi không biết đối phương lấy tự tin từ đâu thế nhưng chuyện cho tới bây giờ bọn họ cũng không có biện pháp khác hai người đành phải mang theo vẻ mặt lo lắng tiếp tục xem tiếp trong lúc la tuyền Tất Giang Hải lo lắng, thái tử cũng nhíu mày. Hắn thực sự không hiểu rõ vì sao thầy Hồng lại đưa ra yêu cầu mang tính chất tự sát như thế. Học trưởng, người cảm thấy ai trong bọn họ sẽ thắng. Hắn thực sự không nhịn được mà nhìn về phía ngô trấn đang ở cách đó không xa. Vị này chính là danh sư ngô tinh, bất kể thực lực hay là hiểu biết đều cao hơn hắn không ít, có lẽ có thể nhìn ra thứ gì đó. Dựa theo tình huống bình thường, thầy Hồng gần như không có khả năng chiến thắng chỉ có điều hắn đã đưa ra yêu cầu này nhất định có chỗ ỉ lại kỳ thật không chỉ có thái tử không hiểu đến bây giờ ngô trấn cũng không hiểu ra sao dùng nhãn lực của hắn có thể nhìn ra được thực lực của bốn người một cách rõ ràng thầy hồng trong mấy người cũng không tính là kiệt xuất ngay cả đơn đả độc đấu cũng đã rất khó lúc này lại một trọi ba rất rõ ràng sẽ phải thua không thể nghi ngờ dưới loại tình huống này còn muốn kiên trì tỉ thí rốt cuộc đối phương nghĩ như thế nào xem tiếp đi đi, có lẽ, có thể sẽ có kết quả không tầm thường. Nghĩ một lát, cũng nghĩ không thông, ngô trấn khẽ lắc đầu. Ừm, thái tử gật gật đầu, suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ thông, hắn đành phải tiếp tục nhìn lại về phía trước. Thầy Hồng luôn luôn làm việc ổn thỏa, có lẽ thực sự có những biện pháp khác. Mau nhìn, đã bắt đầu rồi. Trong quá trình hai người đối thoại, bốn người trên trận đã bắt đầu động thủ với nhau. Hô hô hô, La Chiêu, Trần Việt, Phùng Vũ, ba đại cường giả hóa phàm lục trọng đồng thời ra tay, áp lực cuồng bạo phong tỏa không gian. Dường như cũng lo lắng thầy Hồng có chỗ dựa dẫm gì đó, ba người không có trực tiếp ra tay mà chỉ phong tỏa chung quanh, thử thăm dò. Thử hai chiêu, càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, Phùng Vũ đột nhiên đánh ra một quyền. Phanh! Trên mặt thầy Hồng ở giữa lập tức có máu mũi chảy dài. À! không nghĩ tới đánh lén một quyền lại có thể thành công con mắt phùng vũ trợn tròn thân thể kích động tới mức run rẩy bởi vì quá mức hưng phấn cho nên xé rách vết thương khiến cho hắn nghe răng nhếch miệng một hồi đây là làm việc ổn thỏa có chỗ dựa dẫm hay sao nhìn thấy ra hỏa trọng thương sắp chết như phùng vũ dưới sự trợ giúp của la chiêu trần việt cũng đánh cho thầy hồng máu me đầy mặt dễ như trở bàn tay đánh vẻ mặt thầy ngô như phát mộng sao nhìn thế nào cũng giống như là đơn phương bị đánh đâu vậy chứ. chương 1117, chỉ điểm cho Hồng Sư một Đúng vậy a à. Hai mắt Thái tử Diệp Tiền cũng chừng lớn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Người một người nói khoác không biết ngược, muốn một mình đơn đấu ba người. Vốn hắn cho rằng nhất định có chỗ ỉ lại, thế như trẻ tre, kém nhất thì cũng có thể duy trì tình huống bất bại, kết quả. Vừa thấy mặt đã bị người ta đánh cho miệng mũi chảy máu, đây là sao cơ chứ? thế này sao có thể giống như khiêu chiến, quả thực chính là đơn phương bị đánh a hát. Có phải vừa rồi nhất thời không cẩn thận, còn chưa có đạt tới trạng thái đỉnh phong hay không? Nhớ tới cái gì đó, Diệp Tiên giải thích, chỉ là hắn còn chưa nói dứt lời thì đã thấy La Chiêu cũng đánh tới một quyền. Lại một lần nữa đánh vào trên mũi thầy Hồng, làm cho máu chảy càng nhiều nhiều. Khủ khủ, được rồi, coi như ta nhìn nhầm, thật sự là hắn không phải là đối thủ của ba người. Thiếu chút nữa đã bị nước bọt làm cho nghẹn, Diệp Tiền khẽ lắc đầu. Kỳ thật thực lực của thầy Hồng cũng không tính là quá yếu, nhưng ba người cùng cấp bậc lại liên thủ với nhau thì lại không giống nữa. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi đối phương lại có tới sáu nắm đấm. Trong nháy mắt thầy Hồng đã chịu mấy quyền, trên đầu đầy u cục. Là tuyền, tất giam hải phía sau bàn rượu cũng sắp phát điên rồi. Vốn bọn họ cho rằng thầy Hồng đi lên có thể đại triển thần uy, thuận lợi nắm được danh ngạch. Thế nhưng không nghĩ tới vừa mới bắt đầu đã bị đánh cho chết đi sống lại. Trương sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vội vàng quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, đã thấy hai mắt tên này nhắm lại, dường như là ngủ thiếp đi. Hai người đồng thời run rẩy một cái. Mới vừa rồi ngươi còn đảm bảo để cho thầy Hồng đi lên, thế nhưng vừa mới bắt đầu tỉ thí thì ngươi lại an tâm đi ngủ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đùa nghịch người ta cũng không nên đùa nghịch như thế chứ nếu không phải hắn và bọn họ cùng tới từ vạn quốc liên minh, như vậy bọn họ quả thực sẽ hoài nghi có phải người này là nội gian của đối phương hay không. Trương sư, ta nên làm cái gì đây? Hai người nổi điên, thầy Hùng bị cuồng ẩu cũng có chút không chịu nổi, vội vàng truyền âm tới. Trước khi chiến đấu, thầy Trương đã nói với hắn, để cho hắn đánh nhau trước, sau đó sẽ chỉ điểm cho hắn. Hiện tại hắn cũng đã biến thành đầu heo rồi, thế nhưng ngay cả một câu đối phương cũng còn chưa nói hắn vội vàng nhìn lại vừa nhìn qua lập tức lệ rơi đầy mặt không phải ngươi muốn xem thiếu hụt bên trong chiêu số của bọn hắn rồi chỉ cho ta hay sao có người nào nhắm mắt xem người ta chiến đấu hay không hết rồi trong nháy mắt thầy hồng cảm thấy nhân sinh đã sụp đổ sớm biết như vậy hắn sẽ không tin chuyện ma quỷ của tên này không nói tới việc bản thân bị đánh ngay cả ba danh ngạch cũng sẽ mất đi chuyện này là sao đây đang cảm thấy không có hy vọng, nhất định sẽ bị đánh gần chết thì đã nghe thanh âm nhàn nhạt vang lên ở bên tai. Tiến nửa thước, rời ba phần sang bên trái, thức thứ bảy hồi nguyên trường, lại không người, xoay người, chiêu thứ ba cầm long trường. Thầy Trương, nghe thấy thanh âm này, tinh thần hắn lập tức đại chấn, lần nữa nhìn lại. Chỉ thấy người thanh niên kia chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt, ánh mắt sáng ngời, lóng lánh ánh sáng choi sáng. Tốt, Nhìn thấy đối phương có vẻ mặt như thế, trong lòng Thầy Hồng không tự chủ được mà tin tưởng. Hắn cắn răng, thân thể nhoáng một cái, dựa theo lời nói của đối phương, bàn chân đạp về phía trước. Còn tưởng rằng có bản lĩnh, dám khiêu chiến ba người chúng ta, xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Liên tục đánh ra hai quyền, đánh cho Thầy Hồng mặt mũi bầm dập, trên mặt thầy phùng hiện lên vẻ tự tin tràn ngập. Dường như vết thương trên người hắn cũng không có đau như trước nữa. Ít nói nhảm đi. Trước tiên đánh cho hắn nhận thua rồi lại nói. La Chiêu cũng rất là hưng phấn. Mới vừa rồi ở trước mặt mọi người bị tát một cái, vốn hắn đã nổi giận. Cho nên sau khi nhìn thấy cơ hội như vậy, sao hắn có thể buông tha? Hắn thét dài một tiếng, giống như biến thành tám cánh tay, từng đạo huyễn ảnh lóe lên rồi vào tới. Phó Ký Linh cấp trung phẩm, bát tí thần quyền. Không sai, hắn đã tự tìm cái chết thì chúng ta sẽ thành toàn cho hắn. Trần Việt cũng liên tục thét dài, chân đạp một cước. Mặc dù không phải là võ kỹ, thế nhưng vị trí lại cực kỳ xảo trá, khiến cho cho người ta khó lòng phòng bị. Thầy Phùng đánh lén sau lưng, la chiều công kích phía trên, Trần Việt có trách nhiệm ở phía dưới. Trong nháy mắt, ba người đã phong tỏa ba đường trên, dưới, sau, làm cho thầy Hồng không thể nào chống lại được. Mắt thấy thầy Hồng khó mà trốn tránh, sắp bị đánh cho bị thương thì chỉ thấy bước chân hắn đột nhiên trượt đi giống như đã sớm biết rõ công kích của đối phương vậy. Sau đó lập tức xuất hiện ở vị trí mà ba người đều không với tới. Hắn né tránh, công kích của ba người không có dừng lại, tiếp tục đánh về phía trước. Phùng Vũ bị một quyền của La Chiêu đánh trúng đầu, La Chiêu bị một cước của Trần Việt đạp trúng dưới hông, mà Trần Việt thì bị Phùng Vũ đánh trúng ngực. Phanh, ba, soạt, liên tục ba tiếng, khóe miệng ba người giật một cái, tất cả đều tối sầm mắt lại, thiếu chút nữa đã ngất đi vì giáo huấn thầy Hồng cho nên ba người đều dùng hết lực lượng. Thế nhưng dù họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới, không có đối phương đánh chúng mà lại đả thương người một nhà trước. Đáng giận, xít lên một tiếng, Phùng Vũ khôi phục lại, tiếp tục đánh về phía thầy Hồng đang ở cách đó không xa. Giống như trước đó vậy, rất thuận buồm xuôi gió, bàn tay còn chưa tới đến trước mặt thì đã thấy một bàn chân cực lớn xuất hiện, càng lúc càng lớn. Phanh, trước mắt tối sầm lại, cả người bay ngược ra, đụng đầu vào trên mặt ở trong sảnh yến hội, đầu đâm vào lộ ra nửa người của hắn. người tự mình tìm chết, không nghĩ bên mình đang đánh hang say. trong nháy mắt hoa thầy phùng lại một lần nữa bị đánh sắp chết, la chiêu rất là tức giận, lại đánh một quyền tới. thầy hồng trước mắt dường như cũng đã nhìn ra đường quyền của hắn, còn không có đợi nắm đấm đi tới trước mặt thì đã đá ra một cước. phanh hắn lại một nửa bị đạp trúng dưới hông. o. Ờ giống như tiếng gà trống kêu thảm, La chiều gặp người giống như con tôm bự, ầm một tiếng rồi ngã xuống đất. Liên tục bị đá hai lần vào chỗ yếu nhất, coi như hắn là cường giả hóa phàm cảnh lục trọng thì cũng không chịu nổi. Trong lòng không ngừng nhỏ máu, cảm giác hình như đã không có chi giác nữa. Tới lượt ngươi, liên tục đạp hai cước, đạp bay hai đại cao thủ cùng cấp bậc, lòng tin của thầy Hồng tăng nhiều, vào tới phía trước hai bước, đột nhiên con ngươi lại rồi đánh một tát về phía trước. Phanh, Tiếng bà tai vang lên, Trần Việt bị đánh một cái làm cho lảo đảo, máu tươi phun ra, giống như la chiêu trước đó vậy, răng cũng phun ra ba, bốn cái. Vừa rồi hắn gây phiền toái cũng coi như lưu tình, hiện tại đang trong lúc chiến đấu, khi tức bắn ra, toàn bộ lực lượng đều bị đánh vào trên mặt. Trường này có uy lực cỡ nào chứ? Nếu không phải thực lực tên này mạnh, chỉ sợ ngay cả đầu cũng bị đánh nổ rồi. Bên này đánh hừng hực khí thế, cả phòng thì lặng ngắt như tờ, trong mắt của tất cả mọi người như muốn rơi ra khỏi hốc mắt, cảm giác dấp táp choáng váng. Trường 1118, chỉ điểm cho Hồng Sư 2. Không phải mới vừa rồi thầy Hồng bị đánh cho tìm không thấy phương hướng, miễn cưỡng chống đỡ hay sao? Vốn bọn họ cho rằng, không bao lâu nữa thầy Hồng sẽ nhận thua, thế nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trong một chớp mắt, làm sao lại có thể thay đổi mạnh mẽ như vậy cơ chứ? Ba vị cường giả hóa phàm lục trọng liên thủ lại, ngay cả một chiêu cũng không có chặn lại được. Nếu như trước đó thầy Hồng lợi hại như vậy, sao lại bị đánh thảm như vậy cơ chứ? Hắn xem thấu chiêu số của đối thủ, liệu địch tiên cơ, sớm đưa ra dự đoán, cho nên mới có thể đánh cho đám người thầy Phùng không hề có lực hoàn thủ. Ngô Trấn đang cầm chén rượu món tay trắng bệch, ánh mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Vốn hắn không có hứng thú quá lớn với giao đấu trong địa phương nhỏ thế này, thế nhưng ai mà ngờ đến, thầy Hồng này lại nghịch thiên như thế. Trong mấy chiêu ngắn ngủi đã xem thấu ý đồ và phối hợp của đối phương, đồng thời còn đưa ra phản kích chính xác nhất. Chuyện này đã không đơn thuần là vấn đề thực lực, mà là nhãn lực. Phải có nhãn lực cao bao nhiêu và năng lực phân tích lợi hại tới thế nào mới có thể trong mười mấy hô hấp ngắn ngủi đưa ra loại phán đoán thế này cơ chứ? Ngay cả xem như hắn cũng nhất định là không làm được. Chỉ sợ cũng chỉ có mấy người yêu nghiệt chân chính trong học viện mới có thể làm được trong đầu hắn đột nhiên hiện lên vài bóng người. Mặc dù hắn cũng được gọi là thiên tài, ở loại địa phương nhỏ như huyễn vũ đế đô có thiên phú và tu vi làm cho người ta hâm mộ. Thế nhưng ở hồng viễn danh sư học viện, hắn cũng không phải là xuất sắc, thậm chí có thể nói. Không có danh khí quá lớn. Không nói đâu xa, coi như là thất thất cùng đi với hắn. Ở trên phương diện chiến đấu đã có thiên phú khiến cho người ta khó có thể tin được là tồn tại mà hắn không có cách nào so sánh thầy hồng trước mắt này, chừng ấy tuổi mới đạt tới ngô tinh, vốn hắn cũng không thèm để ý. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, ứng biến trên chiến đấu của đối phương lại không thua là thất thất một chút nào, cũng không dưới những yêu nghiệt nổi danh bên trong học viện kia. Thật hay giả vậy? Không đúng, nếu như thầy Hồng có loại bản lĩnh này, nhất định đã danh chấn toàn bộ huyễn vũ đế đô. Khiến cho đám người la chiêu kiêng kỵ, làm sao lại bị đánh cho mặt mũi bầm dập, sau đó mới bắt đầu bộc phát. Lông mày hắn dương lên. Vừa rồi thầy Hồng bị ba người vây công có trăm ngàn chỗ hở, không có kết cấu gì, nếu nói có thiên phú chiến đấu, nhất định vừa mới bắt đầu đã có thể thể hiện ra ngoài, mà không phải trong nháy mắt xảy ra biến hóa, khiến cho cho người ta cảm thấy hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ? Lông mày nhíu một cái, vội vàng nhìn qua một bên. Hai mắt rơi vào trên người thanh niên vừa rồi chủ trương để cho thầy Hồng đi tỉ thí. Chỉ thấy miệng người thanh niên này lúc mở lúc đóng, rất rõ ràng đang truyền âm cho thầy hồng đang chiến đấu truyền âm quả nhiên là thế trước đó rõ ràng thầy hồng không muốn đồng thời chiến đấu với ba người chính là tên này dốc sức chủ chiến hắn đã dám làm như vậy tất nhiên cũng có nắm chắc có thể chiến thắng bởi vậy ngô trấn mới hoài nghi mà vừa nhìn quả nhiên là vậy dùng truyền âm để chỉ điểm cho danh sư ngũ tinh chiến đấu còn phát sinh tình huống nghịch chuyển làm sao hắn ta có thể làm được càng nghĩ hắn càng thấy đến khiếp sợ. Hóa phàm tứ trọng và hóa phàm lục trọng, tranh lệch giữa hai cấp bậc lớn này, trong đó càng là liên quan tới vận dụng linh hồn. Dựa theo đạo lý mà nói, đám người thầy phùng chiến đấu, đối phương không thể nào hiểu được. Thế nhưng hiện tại không chỉ hiểu mà còn phá giải hợp kích giữa bọn hắn. Khiến cho thầy hồng đại triển thần uy, phần nhãn lực này. Quả thực mạnh tới mức đáng sợ. Có phải là hắn chỉ điểm hay không, cứ thử một lần là biết sau khi hết khiếp sợ tràn ngập hoài nghi đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó khóe miệng khẽ nhếch lên trực tiếp mở miệng thầy trương thanh âm cực lớn vang vọng cả phòng ừm um. trương huyền sững sờ xoay đầu lại hiển nhiên hắn không có nghĩ đến vị ngô học trưởng khiến cho thái tử cũng phải kính trọng không dứt này sẽ gọi hắn phanh phanh ah ah bên này vừa quay đầu thì ở giữa đã truyền đến một hồi thanh âm quyền cước đánh vào thịt và tiếng kêu thảm hắn nóng nảy vội vàng xoay người lại thì đã thấy thầy hồng đã mất đi chỉ điểm lần nữa bị quần ẩu di chuyển một thước về phía trước bên phải xoay người dùng chiêu thứ tám cầm long trường hắn lại một lần nữa truyền âm hô 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 nghe thấy hắn nói thầy hồng lần nữa chiếm thế thượng phong áp chế cho ba người không thở nổi liên tục đánh ra hai quyền trước mắt la chiêu trần việt đã biến thành màu đen trương sư trong lúc đang nói tới vui mừng thì tiếng gọi của thầy Ngô lần nữa vang lên bên tai. Ai? Trương Huyền quay đầu. Phanh phanh. Ah hát ah hát. Hồng Sư lần nữa kêu thảm. Mẹ nó. Thấy nhất thời không chỉ điểm thầy Hồng đã bị đánh, Trương Huyền vội vàng lần nữa quay đầu, mở miệng nói. Thân khẽ nhảy lên, lấy tức khinh thân, lui lại bảy bước. Trương Sư. Nói còn chưa dứt lời thì Ngô Trấn đã tiếp tục nói rốt cuộc ngươi muốn làm gì trương huyền sắp sụp đổ ta chỉ tùy tiện gọi ngươi cứ tiếp tục mô trấn vẫy tay trương huyền mẹ nó cái tên này thật sự là cao sinh của hồng viễn danh sư học viện hay sao sao lại hèn như vậy chứ bên này hắn cảm khái thì thầy hồng trong sân nước mắt chảy dòng trương sư ngươi có thể chuyên tâm chút hay không nghe ta không thể chơi như vậy a à. Nếu cứ tiếp tục chơi như vậy ta sẽ chết chương 1119, chỉ nhãn một Thấy thầy hồng sắc không gánh được, Trương Huyền cũng không để ý tới Ngô Trấn đang đùa nghịch ở bên cạnh mà tiếp tục truyền âm. Ngô Trấn xác nhận suy đoán trong lòng là sự thật, cho nên sau đó cũng không tìm hắn để gây sự mà chỉ yên lặng nhìn qua. Sau mấy phút đồng hồ, vẻ mặt ba người phùng vũ, la chiêu, Trần Việt xưng phù giống như là đầu heo, toàn thân tràn ngập vết thương nằm trên mặt đất, chủ động nhận thua. Không nhận thua cũng không được, Thầy Hồng này mỗi lần đều có thể liệu địch tiên cơ, đánh cho bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Nếu tiếp tục nữa, đừng nói chiến thắng, có thể giữ được tính mạng hay không cũng còn khó nói, còn không bằng nhận thua a. À. Ba người cực kỳ thảm thiết, bị thương tới mức ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Chỉ có điều, thầy Hồng cũng không khá hơn chút nào, vẻ mặt sưng tấy, khóe mắt sưng đỏ, thân thể run rẩy, vẻ mặt tràn ngập máu tươi. Nếu không phải được một luồng ý niệm chống đỡ, nhất định hắn đã sớm không kiên trì nổi rồi được rồi thầy phùng thầy la thầy trần đã nhận thua ba danh ngạch sẽ lấy từ ba phe thế lực các ngươi a à. thấy quả thật thầy hồng có thể chiến thắng diệp tiền rất là kinh ngạc hắn không có nhãn lực như ngô trấn không nhìn ra được bí quyết cho nên còn tưởng rằng thầy hồng bằng vào thực lực của mình vượt qua ba người cho nên trong lòng không nhịn được bội phục một hồi thầy ngô thầy hồng bị thương không biết có thể dùng một chén rượu thuốc chữa thương hay không. Thấy thầy Hồng đã hoàn toàn biến dạng đang đi tới, trong lòng Trương Huyền hổ thẹn, cho nên mới đứng dậy đi tới trước mặt thầy Ngô. Nếu không phải do mặt hàng này gọi mình, mặc dù thầy Hồng có bị thương thì cũng nằm trong phạm vi khống chế, căn bản không có khả năng giống như bây giờ, sắp tới mức chết đi. Ừm. Thầy Ngô cũng cảm thấy có chút xấu hổ, lấy ra rượu thuốc vừa rồi, lại rót một chén tiện tay rót một đạo chân khí vào chén rượu trương huyền lại đưa cho thầy hồng uống vào chân khí bên trong cơ thể người có thể bảo tồn được lâu dài thế nhưng ở trong rượu không bao lâu nữa sẽ tiêu tán nói cách khác hồ lô rượu trong tay thầy ngô bây giờ còn có thể có hiệu quả nhất định thế nhưng nương theo thời gian trôi qua sẽ lại biến thành rượu đế bình thường không có nổi một chút tác dụng nào chỉ chốc lát thương thế trên người thầy hồng đã từ từ phục hồi thiên đạo chân khí dung nhập vào rượu Dọc theo kinh mạch chảy xuôi, coi như uống vào trong bụng cũng có thể tạo ra được tác dụng rất lớn. Đa Tạ thầy Ngô, thầy Trương. Thương thế đã khôi phục, thầy Hồng cảm thấy sảng khoái tinh thần, vội vàng ôm quyền nói. Vừa rồi hắn đã thật sự cho rằng mình không sống nổi nữa. Thế nhưng không nghĩ tới chỉ điểm của thầy Trương lại lợi hại như thế, có thể nhẹ nhõm đánh bại ba người. Đây chính là danh sư cùng cấp bậc với hắn a, đơn đả độc đấu cũng chưa hẳn đã có thể thắng được một chiến với ba mà thắng cho dù là bị thương thêm lần nữa cũng đáng giá tứ đại chư hầu cạnh tranh với nhau chỉ bằng vào lần này hồng phong đế quốc đã có thể mở mày mở mặt khách khí thầy ngô vẫy tay nhìn về phía trương huyền trước mắt trong mắt tràn ngập vẻ hiếu kỳ chẳng qua hắn cũng biết bây giờ không phải là thời điểm để thăm hỏi cho nên cũng không nói thêm lời nào nữa thầy ngô chúng ta cũng có thể lấy một chén rượu thuốc hay không hai người trương huyền trở lại chỗ ngồi đám người thầy phùng thầy la đi tới cảnh tượng thầy hồng uống rượu thuốc vào lập tức thay đổi bọn hắn cũng đã nhìn thấy vì vậy mới hâm mộ đến cực điểm giờ phút này bọn hắn đành phải tới đòi hỏi được hai hàng lông mày nhảy một cái mặc dù không quá tình nguyện thế nhưng thầy ngô vẫn lấy ra hồ lô rượu rót cho ba người một chén đa tạ thầy ngô tiếp nhận rượu thuốc ba người vội vàng uống vào chỉ cảm thấy một cảm giác cay nồng sông lên cổ họng chờ một hồi phát hiện ra thương thế trên người biến hóa không lớn so với trước kia bọn hắn không nhịn được nhìn qua thầy ngô có phải ngươi đã cầm nhầm hồ lô rượu hay không cầm nhầm vừa rồi chính là cái này thầy ngô nhướng mày có lẽ thương thế của các ngươi nặng hơn cần thoa ngoài da a à? nói xong hắn lại rót một chén cho mấy người cũng đúng trước đó thầy trương đâm thủng cánh tay của thầy tất khi đó chính là thoa ngoài da có lẽ thương thế của bọn hắn so với thầy Hồng còn nặng hơn. Cho nên uống thuốc đã không có hiệu quả quá lớn. Nghĩ đến điểm này, lại lần nữa bưng rượu lên, đều đặn bôi lên vị trí bị thương. Xì xì xì. Không nói tới việc rượu mang theo cảm giác xót khiến cho bọn hắn đau tới mức nhe răng trợn mắt. Thế nhưng chờ nửa ngày, vết thương vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn có xu thế có ngủ. Vẻ mặt đám người phùng vũ, la chiêu, trần việt choáng váng đây không phải là thánh dược chữa thương một khi bôi lên lên thì sẽ lập tức khôi phục như lúc ban đầu hay sao sao lại không những không có tác dụng mà ngược lại miệng vết thương còn mang theo đau đớn tới mức run rẩy còn kèm theo cảm giác ngứa ngáy nữa chứ vừa rồi rõ ràng bọn hắn đã nhìn thấy thầy hồng uống xong là khỏi có phải là thầy ngô bất công cho thiếu hay không thầy ngô có lẽ rượu thuốc còn hơn ít không biết có thể cho chúng ta thêm mấy chén hay không tràn ngập nghi hoặc La Chiêu không nhịn được lần nữa mở miệng. Cút, thầy ngô nhướng mày lên. Có ý gì chứ, thầy Hồng chỉ cho ta một chút rượu thuốc như thế. Các ngươi một chén lại một chén, vừa uống vừa bôi, không hết không dứt đúng không? Mắng xong trong lòng hắn cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ thương thế của mấy người này rất nặng, vì vậy hiệu quả mới yếu một chút. Nhất định là vậy. Bất kể nói thế nào, trạng thái tinh thần của mấy người này so mới vừa rồi đã tốt hơn nhiều kỳ thật hắn không biết trước đó trương huyền chân khí vào trong toàn bộ hồ lô mặc dù hiện tại đã có đại bộ phận phát tán ra thế nhưng vẫn có một ít hiệu quả đám người la chiêu mỗi người hai chén mặc dù không giống như thầy hồng hoàn hảo như ban đầu thế nhưng cũng khôi phục được hơn phân nửa máu đã ngừng chảy muốn đi lại cũng không có bất kỳ vấn đề gì thấy hắn nổi giận đám người la chiêu không dám nhiều lời vội vàng trở về danh ngạch đã được quyết định, hiện tại sẽ phân phối khu vực. chương 1120, chỉ nhãn 2. Thấy kết quả tỉ thí đã có, xác định được chuyện danh ngạch, Diệp Tiền nhìn quanh một vòng rồi nói. Hóa thanh trì, hội tụ linh khí từ thanh tắc sơn và long lân hà, có thể tẩm bổ hồn phách. Khiến cho hồn lực của người ta đại tăng, bởi vậy linh trì này được gọi là thánh địa của huyễn vũ đế quốc. Coi như là người của hoàng thất cũng không thể tùy ý đi vào chỉ có thể y theo quy tắc 10 năm một lần mở ra để tiến vào mà thôi. Những chuyện này các người đều biết, chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời. Đám người thầy Hồng gật đầu. Chuyện này người người đều biết, không phải là bí mật gì cả. Hóa thanh chỉ là thánh địa tu luyện, đối với hồn phách có tác dụng tầm bổ cực lớn không sai. Thế nhưng các người không biết, đây cũng là chỗ đại hung, chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ thân tử đạo tiêu, ai cũng không giải cứu được sắc mặt diệp tiền lập tức trở nên nghiêm túc chỗ đại hung thân tử đạo tiêu không nói là linh trì linh khí đầy đủ hay sao đúng vậy a à, tại sao có thể có nguy hiểm cơ chứ tất cả mọi người đều sững sờ ngay cả mấy người la chiêu phùng vũ cũng nhíu mày tất cả mọi người đều nghe qua hóa thanh chỉ tẩm bổ linh hồn gia tăng tu vi thế nhưng chưa từng nghe nói qua nơi này lại có nguy hiểm như thế một linh trì tràn ngập linh dịch sẽ có nguy hiểm gì cơ chứ? Hóa thanh chỉ đúng là linh trì, chuyện này không ai. Thế nhưng linh trì cuồng bạo không chịu nổi, hóa phàm cửu trọng tiến vào bên trong cũng sẽ tùy tiện bị rảo sát. Năm đó, tiên tổ phát hiện ra nơi đây, từng phái người tiến vào bên trong để dò xét, kết quả không còn có một ai may mắn còn sống sót. Vẻ mặt Diệp Tiền rất là nghiêm túc. Hóa phàm cửu trọng cũng bị rảo sát. Mọi người đều giật mình. Vậy chúng ta, ngay cả hóa phàm cửu trọng cũng không chịu được để bọn hắn đi vào không phải muốn chết hay sao đã như vậy vì sao lại nói là thánh địa tu luyện mọi người không cần phải gấp nghe ta nói hết lời đã thấy bộ dáng này của mọi người diệp tiền cười cười hóa thanh chỉ rất là nguy hiểm cũng không phải ta đang nói chuyện giật gân mà là chân thật chỉ là cũng không phải là không có biện pháp tiên tổ tìm kiếm nhiều năm phí không biết bao nhiêu sinh mệnh để đánh đổi Rốt cục cũng đã phá giải được một chút bí ẩn của linh trì. Lại tìm được một chút khu vực an toàn, chỉ cần ở trong phạm vi này, bất kể tu luyện như thế nào cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Nơi này được chúng ta gọi là trì nhãn, trì nhãn là chỗ linh khí giao hòa, hết sức an toàn. Chỉ có điều, cách mỗi 10 năm mới có thể xuất hiện một lần. Trì nhãn, 10 năm mới xuất hiện một lần, chẳng lẽ, hóa thành chỉ 10 năm mở ra một lần là bởi vì cái này hay sao? nhất định là vậy. Nghe thấy hắn giải thích, mọi người như bừng tỉnh. Hóa thanh chỉ 10 năm mới mở ra một lần, chuyện này làm cho tất cả mọi người đều không hiểu. Vốn bọn họ cho rằng là huyễn vũ hoàng vì bảo hộ cho linh trì này, hiện tại xem ra, căn bản không phải, mà là. Đề phòng nguy hiểm, kích thước của trì nhãn không lớn, chỉ có đường kính chừng 2 mét, hơn nữa, linh khí có thể tăng trưởng linh hồn trong đó cũng có một số lượng nhất định. Một khi hấp thu xong sẽ sụp đổ. Nói cách khác, người tiến vào bên trong, sau khi phát giác đã hấp thu hết linh khí trong đó thì phải rời khỏi. Nếu không, một khi sụp đổ thì sẽ không có cách nào đi ra được nữa. Diệp Tiền nói, đường kính 2 mét còn có hạn chế, như vậy. Tất cả mọi người đều rất là nghi hoặc. Người có thể tiến vào, tổng cộng có 15 danh ngạch. Mà trì nhãn chỉ có đường kính 2 mét, không có khả năng ngồi bên dưới AH. Hơn nữa, cũng còn có hạn chế, ai đi vào trước, ai chậm chân thì vào sau. Như vậy có phải cũng khá là phiền phức hay không? Mọi người biết rồi đó, linh hồn bị giam cầm ở bên trong thân thể. Giống như có một chiếc lồng bao phủ, không thể nào tăng lên một cách không hạn chế được. Không có giải thích nỗi nghi hoặc của mọi người, Diệp Tiền tiếp tục nói. Trương Huyền gật đầu. Người tu luyện bình thường thì thân thể sẽ giống như lồng giam vậy, khóa chặt hồn phách, không có cách nào tránh thoát được coi như lấy được phương pháp tu luyện linh hồn thì hồn phách cũng chỉ có thể bị giam cầm ở trong nhục thể. Giống như chậu hoa vậy, dù gốc rễ có lớn thì cũng chỉ có thể bị giam cầm ở trong chậu. Trải qua tính toán, bất kể là hợp linh cảnh hay là kiều thiên cảnh, ba ngày là một cực hạn, coi như thời gian càng dài thì cũng sẽ không có một chút hiệu quả nào nữa. Hơn nữa, ba ngày cũng là thời gian lớn nhất mà trì nhãn có thể duy trì. Bởi vậy, đế quốc đã xác định ba ngày là kỳ hạn. Diệp Tiền nói, người đứng vị trí đầu của đế quốc và các nước chư hầu có thể chờ đủ 3 ngày, người thứ hai, 2, 2 ngày, thứ ba một ngày. Mọi người lên tiếng, trước đó thi đấu danh sư đã nói tới ban thưởng chính là như thế. Quán quân có thể tu luyện 3 ngày ở trong hóa thanh trì, người thứ hai, thứ ba theo thứ tự là hai ngày, một ngày, cứ theo thứ tự giảm dần. Trước đó nhất định mọi người đều cảm thấy kỳ quái, một cái ao nước chỉ có đường kính 2 mét, làm sao có thể nhét vừa 15 người đồng thời tu luyện. Kỳ thật, mỗi lần hóa thanh chỉ mở ra cũng không phải chỉ có một cái chỉ nhãn, mà là đồng thời xuất hiện 10 cái. 10 cái. Không sai, là 10 cái. Dựa theo quy củ trước đó, 5 người đứng thứ nhất đều chiếm cứ một cái chỉ nhãn, tu luyện đủ 3 ngày. Còn lại vị trí thứ hai, thứ ba, hai người một cái, một người hai ngày, một người một ngày. 10 cái chỉ nhãn, vừa vặn đều có thể dùng hết, 15 người cũng đều có thể được tu luyện. Diệp Tiền nói tiếp, năm người đứng thứ nhất chiếm cứ năm cái chỉ nhãn, năm cái còn lại phân cho 10 người đứng thứ hai và thứ ba, số trời khác biệt, công bằng công chính. Chỉ là, năm nay thì lại khác. Nói đến đây, dừng lại ở trước mắt một chút, Diệp Tiền khẽ lắc đầu. Đám người Ngô học trưởng, Lục công chúa, nhất định mỗi người sẽ phải chọn lấy một cái chỉ nhãn, ta cũng sẽ chọn một cái, cho nên đã mất đi năm cái cho nên, các ngươi chỉ có thể phân chia 5 cái còn lại mà thôi. chương 1121, ta gánh một đám các ngươi một Chúng ta phân chia 5 cái còn lại sao? Mọi người đều nhíu mày. Nhất là vẻ mặt đám quán quân của thầy Phùng, thầy La đều rất là khó coi. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, bọn hắn nên được hưởng thụ một người một linh trì, hiện tại lại phải chia ra, đừng nói là một linh trì, ba ngày nhất định là không thể nào chỉ là không có cam lòng thì bọn họ cũng đã hết cách. Đám người ngô chấn, lục công chúa là từ danh sư học viện tới, càng là học viên năm thứ hai. Nói thế nào cũng không có khả năng để cho hai người bọn họ chiếm dụng một cái chỉ nhãn. Không nói đâu xa, coi như lục công chúa nguyện ý dùng chung. Ai dám đi qua cơ chứ? khinh nhờn công chúa của Hồng Viễn Đế Quốc, danh sư ngô tinh. Trừ phi là ngươi không muốn sống. Ừm, chuyện này thực sự có lỗi năm cái chỉ nhãn này phân chia như thế nào thì các người tự mình thương nghị đi. Diệp Tiền rất là ái náy nói. Chỉ cần các người định ra, ta sẽ không có ý kiến. Chúng ta quyết định, cũng tốt. La Chiêu Trần chờ một chút, gật đầu nói. Như vậy, ta có một đề nghị, năm cái chỉ nhãn, ngoại trừ Thái tử Điện Hạ Đế Đô Gia còn có một vị danh sư khác. Hắn và Hồng Phong Đế Quốc dùng chung hai cái chỉ nhãn, phong nguyên chúng ta và tiềm phong, trục nguyệt, dùng ba cái không sai hồng phong đế quốc thắng chúng ta thừa nhận dùng hai cái chỉ nhãn rất là công bằng hai mắt đám người trần việt phùng vũ đồng thời sáng lên nếu như bọn hắn có thể lấy được ba cái chỉ nhãn đều dùng một cái như vậy để ba hạng đầu mỗi người dùng một ngày như vậy cũng không tính là thiệt thòi không được hồng sư nhướng mày vừa rồi đánh cược đối phương đã mất đi ba danh ngạch trên thực tế ba phe thế lực này chỉ có bốn người mới có tư cách có thể đi vào hóa thanh trì. Muốn ba cái chỉ nhãn, như vậy chẳng phải đãi ngộ so với bốn người bọn họ dùng hai cái linh trì còn tốt hơn nhiều sao. Nếu như vậy, vừa rồi tỉ thí còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nói đùa cái gì vậy? Vậy ngươi muốn thế nào? La chiêu nhướng mày. Chúng ta muốn hai cái chỉ nhãn, ba cái còn lại, các ngươi và vị danh sư của đế đô kia phân đi. Hồng sư nói hai cái, các ngươi nằm mơ đi. Phùng Vũ, Trần Việt đồng thời khẽ nói. Hồng Phong đế quốc, ba người dùng hai cái chỉ nhãn thì coi như thua trận ba danh ngạch cũng không tính là gì. Thế nhưng nếu như bảy người dùng ba cái chỉ nhãn, như vậy thiệt thòi sẽ càng lớn, làm sao bọn hắn có thể đồng ý cơ chứ? Ta cũng không đồng ý. La Chiêu cũng lắc đầu. Không đồng ý, vậy chúng ta lại đánh một trận quyết định, dù sao tất cả mọi người đều đã phục dụng dược dịch, tổn thương cũng đã tốt hơn rồi. Thầy Hồng hất ống tay áo lên, lập tức đứng dậy. Thắng một trận, tràn ngập tự tin, trạng thái tinh thần của hắn rất là kích động. Đánh, khóe miệng đám người la chiêu giật giật một cái. Đánh cái cái lông A, à. lại nói, thương thế tốt không sai biệt lắm. Con mắt nào của ngươi thấy thương thế của chúng ta đã tốt chứ? Ngươi có thể thuận lợi đi lại, ngay cả một vết thương cũng không có nhìn ra. Mà chúng ta còn khập khiếng, khi bình thường còn không thắng được, chứ đừng nói chi là hiện tại. Làm sao? Không dám sao? Không cần mượn cớ, mỗi người các ngươi dùng hai chén rượu thuốc, ta mới dùng một chén, mặc dù bề ngoài nhìn tình huống của ta bình thường hơn rất nhiều. Thế nhưng trên thực tế lại không kém bao nhiêu. Thầy Hồng nói, không lớn cái rắm. Đám người la chiêu không nói nên lời. Người đi đường bước đi như bay, cái rắm cũng không có, bây giờ chúng ta ngồi cũng ngồi không vững thiếu chút đã nằm trên giường, còn nói không kém nhiều, người thật không ngại khi nói ra. So thì so, chỉ có điều, không phải là chúng ta, chúng ta mới vừa đánh một trận. Nếu tiếp tục so cũng không có ý nghĩa quá lớn, không bằng để cho bọn họ tới đi. Cắn răng một cái, Trần Việt chỉ về phía mấy người bên cạnh. Không sai, chúng ta đã đánh qua, nếu tiếp tục đánh cũng không thể giải quyết vấn đề. Như vậy còn không bằng để chính bọn hắn tiến hành, thắng thua đều là chuyện của bọn hắn ánh mắt la chiêu sáng lên vội vàng gật đầu nói thắng thì cứ theo phương án mà ta mới vừa nói thua thì theo ngươi không được vừa rồi ta đã nói người của các ngươi đã phục dụng hợp linh đan so với người của ta không công bằng thầy đối phương còn cố chấp để đám người thầy trương tỷ thí thầy hồng vội vàng xua tay bên này người mạnh nhất cũng kém một cái cấp bậc so với đối phương đánh như thế nào cơ chứ nếu như thực sự để cho bọn hắn đánh Chắc chắn bên này sẽ tất thua a h. Hợp linh đan là thứ mà đế đô mới có, các nước chư hầu chúng ta đều không có, điểm ấy mọi người đều công bằng. Người của ngươi không có dùng, chỉ có thể trách chính ngươi không chuẩn bị được, còn trách được ai? Phùng Vũ hừ một tiếng, bĩu môi một cái. Có dám so hay không? Không dám so thì thiểu số phục tùng đa số, ba người chúng ta đồng ý là được, không cần quyết định của ngươi. Không sai, bốn nước chư hầu chỉ cần có ba đồng ý là được, nếu không cứ tiếp tục tranh luận tiếp, ngày mai cũng không có kết quả. Nếu như không dám thì trực tiếp nhận thua đi." La Chiêu cũng vội vàng mở miệng. Hiện tại ba người bọn hắn đã quyết định, tuyệt không thể đối chiến với Thầy Hồng. Những người khác đánh như thế nào, không quan trọng. Những người mà bản thân bọn họ mang tới đều phục dụng hợp linh đan, tu vi mỗi người đều nghiền ép đối phương, muốn thắng còn không đơn giản hay sao? "Các ngươi thấy ba người lần nữa liên minh, ép hắn phải thừa nhận. Thầy Hồng tức giận tới mức hô hấp dồn dập, đang muốn nói gì nữa thì đã lần nữa bị Trương Huyền cắt ngang. Tốt, so thì so, chỉ là ba người ba trận như vậy quá phiền phức. Phiền phức, thấy lại là tên này, Phùng Vũ, là chiêu nghiến răng nghiến lợi, hai mắt hơi híp lại. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Rất đơn giản, ta một mình đối chiến với 9 người bên các ngươi. Các ngươi có thể lên một lượt, cũng có thể từng người một tới, chỉ cần ta thua, toàn bộ danh ngạch của Hồng Phong đế quốc chúng ta sẽ để lại cho các ngươi. Nếu các ngươi thua, danh ngạch của các ngươi đều nhường cho bên ta, được chứ? Cười nhạt một tiếng, Trương Huyền nhìn qua. Một người đối chiến với 9 người. Tên này đang nói chuyện cười gì vậy? Trương 1122, ta gánh một đám các ngươi, hai. Đúng vậy a, à, một tên hóa phàm tứ trọng nho nhỏ, một người muốn khiêu chiến chín hợp linh cảnh như chúng ta, hắn đang mơ mộn cái gì vậy? Cả phòng ồn ào, như ông vỡ tổ. Có thể từ thi đấu danh sư trong các nước Chưa hầu trổ hết tài năng, trở thành ba thứ hạng đầu. Mỗi một người trong những người này đều là thiên tri kiêu tử, thiên tài tuyệt đỉnh. Lúc này lại bị một tiểu tử tu vi thấp bọn hắn mấy cấp bậc nhỏ đùa bỡn, quả thực khó mà chịu đựng. Thầy la, để ta đi giáo huấn tiểu tử thúi không biết trời cao đất rộng này. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Một tiếng quát vang vọng, một thanh niên đứng dậy, khí tức trên người chảy xuôi, giống như là bạo tạc. Đây là một cường giả hợp linh cảnh hậu kỳ. Hợp linh cảnh hậu kỳ, coi như 9 người đối phương đều phục dụng hợp linh đan thì cũng được tính là người nổi trội nhất. "Thầy Phùng, ta cũng đi, tên này hái ngươi thảm như vậy, không đánh hắn quỳ xuống nhận sai thì ta không xứng làm người của Phong Nguyên Đế quốc." Phía sau thầy Phùng cũng có một tên thanh niên đứng lên. Nương theo hai người đứng dậy, tất cả mọi người sau lưng thầy Trần, thầy La, thầy Phùng đều không kìm nén được nữa mà từng người trợn mắt nhìn về phía Trương Huyền, hận không thể xé nát hắn ăn sống. Các ngươi muốn tỉ thí cùng hắn sao? Thấy mọi người lòng đầy cam phẫn, người sau còn kích động hơn người trước, thầy La không nhịn được hỏi. Không sai, tên này trong mắt không có trưởng bối, nhất định phải giáo huấn. Mọi người cùng quát lên. Thầy Phùng bị tên này chỉnh cho từ không trung rơi xuống. Người biết rất ít, thế nhưng chuyện vừa rồi hắn làm khó thầy la, tất cả mọi người đều nhìn thấy ở trong mắt. Thậm chí để thầy Hồng giao đấu với ba người khác cũng là chủ ý của hắn. Hiện giờ hắn lại lớn lối không biết ngượng như vậy, quả thực tội không thể tha. Cái này, thầy la nhìn về phía thầy Phùng, thầy Trần. Chuyện này quan hệ trọng đại, hắn cũng không dám độc đoán. Dù sao trước đó ai cũng không cảm thấy một mình thầy Hồng có thể đánh thắng ba người bọn hắn, kết quả. Nhóm người mình lại không có bất kỳ biện pháp nào chiến thắng đối phương. Tên này thoạt nhìn thực lực thấp nhất, thế nhưng mộ nhỡ hắn lại có thủ đoạn gì thì sao? Không dám, coi như không dám, ta đã sớm biết các ngươi cũng không có can đảm gì rồi. Còn nói là danh sư, thiên tài, ta nhổ vào. Hai người thầy phùng, thầy Trần còn chưa có tỏ rõ thái độ thì đã thấy thanh niên ở phía đối diện lắc đầu, vẻ mặt rất là thất vọng. Ngươi! Đám người thầy la như phát nổ. Nói thật, quả thực tên này quá tiện. Nhất là vẻ mặt vừa rồi, là chế diễu trần trụi. Tốt, so thì so. Chỉ là ta chỉ muốn xác nhận một chút, đổ ước vừa rồi ngươi có thể làm chủ được sao. Cắn răng một cái, khuôn mặt la chiêu rất là dữ tợn. Ta thua, danh ngạch của hồng phong đế quốc thuộc về các ngươi, các ngươi thua, danh ngạch còn lại về ta, ta có thể làm chủ. Trương Huyền thản nhiên nói. Tốt, có thể làm chủ là tốt rồi. La Chiêu nhướng mày, vẫy tay một cái. Lý Tú Liên, thầy La, thanh niên hợp linh cảnh hậu kỳ, cũng chính là người kêu gào đầu tiên vừa rồi đi ra. Quán quân thi đấu danh sư của tiềm phong đế quốc, Lý Tú Liên, Tú Liên công tử. Đi lên giáo huấn hắn một lần, đánh thật hay cho ta, đánh cho hắn biết trời cao đất rộng thì ngưng. Siết chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng La Chiêu thiêu đốt. Bình thường tỉ thí giữa các danh sư, mặc kệ hai bên có bao nhiêu tức giận cũng sẽ nói tới điểm là dừng. Mà giờ phút này hắn trực tiếp nói, đánh thật tốt, đủ thấy được hắn đã tức giận đến loại trình độ nào. Yên tâm đi, thầy la, ta sẽ để cho hắn biết, chọc thanh cảnh và hợp linh cảnh tranh lệch như thế nào. Hừ lạnh một tiếng, Tú Liên công tử nhấc chân đi vào giữa gian phòng, lại vẫy tay một cái với Trương Huyền. Không phải vừa rồi ngươi rất phách lối hay sao? Tới đi, để ta xem một chút, nhìn xem thân thủ của ngươi có lợi hại miệng lưỡi của ngươi hay không. Thầy Trương, ngươi phải cẩn thận. Thầy Hồng không nhịn được dặn dò. Mặc dù hắn có lòng tin rất lớn đối với thực lực của thầy Trương, thế nhưng... Đối phương là cường giả hợp linh cảnh hậu kỳ, tranh lệch giữa hai người thực sự quá lớn. Ngộ nhớ thua, tất cả danh ngạch đều mất đi, tất cả cố gắng trước đó đều biến thành bọt nước. Là tuyền, tất giang hải thì càng nhíu mày thành cục biểu hiện của thầy trương ở vạn quốc thành mặc dù nghịch thiên thế nhưng dù sao thực lực cũng vừa mới đột phá đối chiến hợp linh cảnh hậu kỳ có phải đã quá mức miễn cưỡng hay không yên tâm đi biết mấy người này lo lắng cái gì trương huyền cười nhạt một tiếng đi tới giữa đại sảnh lại nhìn về phía thanh niên trước mắt một mình ngươi không được đâu bảo tám người bọn hắn cùng lên đi nếu không ta sợ ngươi không có cơ hội ngươi thấy đến bây giờ hắn còn nói lời điên cuồng Tú Liên công tử siết chặt nắm đấm. Không cần, đối phó với ngươi, một mình ta là đủ rồi. Siêu siêu, nói xong hắn đã đánh xuống một quyền. Hợp linh cảnh hậu kỳ, linh nhục hợp nhất, quyền phong như sóng biển, lại còn mang theo uy áp linh hồn khiến cho người ta không sinh ra được ý niệm phản kháng. Đổi lại là một chọc thanh cảnh đỉnh phong khác, có khả năng đã bị thua từ chiêu đầu. Thậm chí cả chuyện phản kích cũng không làm được nhưng trương huyền không phải là chọc thanh cảnh đỉnh phong bình thường nhìn thấy nắm đấm của đối phương đánh tới hắn nhẹ nhàng cười một tiếng không có bất kỳ động tác gì cả ngón cái và ngón giữa uốn lượn nhẹ nhàng bắn ra phanh đầu ngón tay và nắm đấm của tú liên công tử va chạm người sau còn chưa kịp phản ứng thì đã bay ngược ra ngã ra xa mười mấy mét đầu đâm vào trong rượu cách đó không xa rất là chật vật hai tay chắp ra sau lưng Trương Huyền nhìn về phía Tú Liên công tử đang nằm ở dưới đất, mỉm cười nói. Hình như, một mình ngươi, quả thật chưa đủ. Trương 1123, nhắm mắt đánh một. Yên tĩnh, tất cả mọi người đều dùng sức xoa mắt, cảm thấy có phải mình đã nhìn lầm hay không. Đây chính là siêu cấp cường giả hóa phàm ngũ trọng hợp linh cảnh hậu kỳ, một quyền dùng hết toàn lực lại bị hắn nhẹ nhàng đánh cho bay ngược về phía sau. Một chỉ này phải có lực lượng lớn bao nhiêu chứ? đây chính là cường giả hợp linh cảnh linh nhục hợp nhất chân khí như trụ lại bị một ngón tay bắn bay thầy hồng trợn mắt nuốt ngụm một nước bọt vừa rồi một chỉ kia bắn ra phải hiểu rõ lực lượng công kích của đối phương như lòng bàn tay thì mới có thể làm được ngay cả như hắn muốn làm dễ như trở bàn tay như thế cũng rất khó có khả năng thế nhưng đối phương lại làm một cách tiêu sái như vậy chẳng lẽ hắn căn bản không phải là chọc thanh cảnh mà cũng giống như mình kiều thiên cảnh. Không đúng, khi tên này đột phá hắn đã ở bên cạnh. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, từ chọc thanh cảnh đỉnh phong đạt tới kiều thiên cảnh. Cái kia, khi hắn tỉ thí với ta căn bản còn chưa có suất toàn lực, buồn cười ta còn tưởng rằng chỉ cần mình cố gắng là có thể thắng được hắn. Tất Giang Hải ở bên cạnh trợn to mắt, sắp phát khóc. Trước đó hắn còn tưởng rằng, tên này cũng chỉ là vận khí tốt, thắng hắn một chiêu nửa thức. Chỉ cần hắn cố gắng tu luyện, nhất định có thể nhanh chóng đuổi theo đối phương, mà bây giờ hắn mới biết. Căn bản không phải là như vậy. Khi người ta tỉ thí với hắn, đoán chừng ngay cả một phần mười lực lượng cũng không có sử dụng. Không nói đâu xa, chỉ bằng vào lần vừa rồi, mười người như hắn cũng không phải là đối thủ a -Hát. Ít hầu la tuyền khô khốc. Trước mặt lão sư la hoàng hắn khoe khoang khoác lác, thầy trương chỉ thường thôi. Kết quả người ta giảng bài lời tụ linh khí, mười dặm chân không hiện tại chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng đã đánh bại cường giả hóa phàm ngũ trọng hợp linh cảnh hậu kỳ. sao thế nào đây chứ? Căn bản không ở cùng một cấp bậc A. Cái tên này, làm sao làm được như vậy chứ? Thái tử Diệp Tiền cũng không thể tin được. Một chỉ này của thầy Trương, chỉ sợ phải có lực lượng 500 vạn đỉnh. Siết chặt nắm đấm, hai mắt ngô chấn nheo lại. 500 vạn đỉnh, cái này, không phải hắn chỉ là chọc thanh cảnh đỉnh phong thôi sao? Diệp Tiền run rẩy một cái. Trọc Thanh Cảnh cũng chỉ có lực lượng 160 vạn đỉnh, Hợp Linh Cảnh cũng mới chỉ có 320 vạn đỉnh, 500 vạn đỉnh đã có thể so sánh cùng với cường giả Kiều Thiên Cảnh trung kỳ. Một gia hỏa hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, làm sao có thể làm được cơ chứ? Ta cũng không biết, chỉ có điều, danh sư đại lục rất lớn, cũng có rất nhiều thể chất đặc thù, theo ta được biết, có một chút người nắm giữ thiên phú cự lực. Mặc dù tu vi không cao, Thế nhưng lại có lực lượng vượt qua cấp bậc của bản thể." Ngô Trấn nói. "Học trưởng nói hắn có thể là người có thiên phú cự lực hay sao? Chẳng lẽ, giống như vị kia?" Đột nhiên Diệp Tiền nhớ tới cái gì đó, hắn không nhịn được sướng sờ. "Không sai, chỉ sợ hắn giống như vị học trưởng kia." Ngô Trấn khẽ gật đầu, lại quay đầu nhìn qua. "Chỉ sợ huyễn Vũ Đế quốc các ngươi sắp xuất hiện một nhân vật tài giỏi rồi." Nếu quả thực là loại thiên phú kia, chỉ sợ. Đúng rồi. Nhớ tới sự đáng sợ và đủ loại chỗ thần kỳ của vị kia, hai mắt Diệp Tiền trở nên quyết liệt. Bất kể nói thế nào thì thầy Trương này đều đi ra từ bên trong phạm vi đế quốc của bọn hắn, nếu thực sự muốn một tiếng hót lên làm kinh người thì Huyễn Vũ đế quốc cũng sẽ được nhờ theo. Có phải hay không phải, một chiêu còn không phân tích ra được, cứ tiếp tục xem đi. Không để ý tới sự hưng phấn của hắn, Ngô Trấn nói Ừm. Diệp Tiền cũng lên tiếng, vội vàng nhìn về phía trước. Giữa sân, Trương Huyền dùng một chỉ đánh bại tú liên công tử khiến cho mọi người khiếp sợ, mấy người thầy la cũng há hốc miệng, ngay cả lời nói cũng không nói nên lời. Tên này rất quỷ dị, các người cùng tiến lên đi. Qua nửa ngày, hắn không nhịn được cắn răng hét lớn. Liên quan tới danh ngạch 10 năm một lần của các nước chư hầu, coi như không để ý đạo nghĩa cùng tiến lên thì hắn cũng đã không quản được nữa, siêu siêu nghe thấy mệnh lệnh tám người khác cũng không kìm nén được mà đi tới giữa phòng vây trương huyền lại đến hay lắm duỗi lưng một cái trương huyền hít sâu một hơi phần bụng lập tức trướng lên vừa rồi chỉ điểm thầy hồng chiến đấu vừa vặn hắn cũng có nỗi nghi hoặc muốn nghiệm chứng đám người này cùng xông lên như vậy không còn gì tốt hơn nữa siêu siêu thân thể lóe lên lập tức xuất hiện ở ngay phía trước mặt một người sau đó hắn lật bàn tay một cái không có bất kỳ chuyện ngoài tưởng tượng nào mà trực tiếp đánh tới. Đáng giận, thấy tên này lại công kích mình đầu tiên, thanh niên ở phía đối diện biến sắc, em mờ yếng rít lên một tiếng, bắp thịt toàn thân kéo căng lên, nện xuống phía dưới. Mắt thấy quyền trưởng sắp đụng vào nhau, thầy trương trước mắt này đột nhiên nhoáng một cái, thân thể trùn xuống, một bàn chân không biết từ chỗ nào đạp tới bụng của hắn. Con mẹ nó, mắt như muốn lồi ra ngoài, thanh niên kia ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã bay ngược ra. Người còn đang ở trên không trung thì trong miệng đã phun ra từng ngụm từng ngụm máu, đồng thời cũng sắp phát khóc. Quá âm đi, một trường vừa rồi kia rõ ràng đã dùng hết toàn lực, kết quả cũng chỉ là một hư chiêu. Sát chiêu chân chính ở phía dưới, khó lòng phòng bị a -hát. Đạp bay một người, Trương Huyền bước chân hướng về phía sau rồi rút lui, vừa vặn đi tới trước mặt một tên danh sư đang tính toán đánh lén hắn cánh tay chấn động, lập tức đánh trúng cái cằm của đối phương. Siêu siêu, vị danh sư này, trước mắt tối sầm lại, theo gót người thứ nhất, cũng bay lên trên. Phanh, phanh 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 phanh, một chiêu giải quyết hai người, thân ảnh của Trương Huyền giống như quỷ mị, xuyên qua đám người, giống như đã biết trước lỗ hổng chỗ người khác muốn công kích và phối hợp vậy. Mỗi một lần ra tay, tất nhiên sẽ có một người kêu thảm rồi bay lên. Quả nhiên là thế. Tất cả mọi người bị đánh tới mức sắp sụp đổ, ánh mắt Trương Huyền lại càng ngày càng sáng. Trước đó hắn chỉ điểm thầy Hồng chiến đấu với đám người thầy La đã từng dùng Thiên Đạo thư viện. Vốn hắn cho rằng khi thư tịch xuất hiện là do thiếu sót của đám người La Chiêu, Phùng Vũ và Trần Việt, không nghĩ tới chỉ là một quyển sách mà thôi. Phía trên viết thiếu sót hợp kích của ba người. Nói cách khác, thư viện đã liên hợp ba người bọn họ trở thành một chỉnh thể, sau đó mới đưa ra quyết định chương 1124, nhắm mắt đánh hai Dựa theo chỗ sơ hở này mà công kích, không chỉ có thể làm xáo trộn tiết tấu của đối phương mà còn có thể liệu địch tiên cơ, một lần hành động đánh bại tất cả mọi người. Có thể nói, có thứ này, cho dù có người nhiều hơn nữa, đối với hắn cũng đều vô dụng. Chính vì vậy hắn mới muốn khiêu chiến nhiều người như vậy, thử một chút xem có hữu hiệu hay không. Sau khi thử một lần, quả nhiên thuận buồm xuôi gió, đối chiến với 8 người thực lực cao hơn hắn mà cũng không cảm thấy có chút áp lực nào cả. Ừm, từ lỗ hổng này đi, phía bên trái bình di ba thước, lăng không đạp từ phía sau. Tinh thần không ngừng đọc sách, thân thể lại dựa theo lỗ hổng viết phía trên, tiến hành tránh né và công kích. Năng lực hợp kích của đám người kia quá kém, đâu đâu cũng có sơ hở, ta cũng không biết nên chọn cái nào mới tốt. Quá là buồn bực a à. Lại đạp bay một người, xoa xoa mi tâm, vẻ mặt Trương Huyền rất là yêu sầu. Đối phương nhất thời tạo thành một đội ngũ, quả thực có rất nhiều thiếu sót. Tùy tiện nhìn một lần đã có mấy trăm, may mắn hắn không có lựa chọn tỉ mỉ. Nếu không, ngay cả lựa chọn cũng đã mệt chết, còn chiến đấu như thế nào nữa? Dù vậy, lựa chọn chỗ thiếu sót nào, tương ứng với chiêu số gì, vẫn khiến cho hắn nhức đầu không thôi. Chiến đấu không có mệt mỏi, ngược lại còn bởi vì lựa chọn chỗ thiếu sót của đối phương mà mệt mỏi nếu như chuyện này để cho người khác biết nhất định bọn họ sẽ trực tiếp khóc tới chết được rồi điểm binh điểm tướng chọn ai thì kẻ đó xui xẻo a à. hai mắt nhắm lại trương huyền tùy ý điểm một điểm ở bên trên thư tịch một chỗ thiếu hụt lập tức hiện lên ở trong đầu tốt chính là nó xác định chỗ thiếu hụt rất nhanh hắn đã phân tích ra phương pháp đối phó thân thể lắc lư lần nữa đi vào bên trong đám người phanh 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 lại một trận tiếng kêu thảm vang vọng Hoàng cung, cách phủ thái tử không xa. Diệp vấn thiên bệ hạ đang ngồi ngay ngắn ở bên trên cao vị. Trước mặt hắn là một lão giả mặc áo bào xanh, tròm dâu trắng như tuyết, có vẻ khí độ phi phàm. Nếu như thầy Hồng có mặt ở đây, nhất định sẽ có thể nhận ra chính là lão sư của hắn. Là đường chủ danh sư đường huyễn vũ đế quốc, danh sư ngũ tinh đỉnh phong, vệ giang. Ngày mai hóa thanh trì sẽ mở ra, cũng không biết hôm kia bên kia sẽ xử lý danh ngạch như thế nào. Diệp Phấn Thiên nhíu mày. Kết giao với đám người lục công chúa là do Diệp Tiền yêu cầu, hắn không tiện ra mặt, chỉ có thể để mặc cho Diệp Tiền tự mình xử lý. Hiện tại yến hội cũng đã diễn ra được một đoạn thời gian, cũng không biết đã xử lý xong hay chưa. "Bệ hạ yên tâm đi, thái tử luôn luôn thận trọng, lại là cao đồ của danh sư học viện. Một chút chuyện nhỏ này, có lẽ rất đơn giản." Vệ Giang cười cười, lại nói, "Không phải ngươi cũng phái người tới dò xét hay sao?" nếu có tin tức hẳn chẳng mấy chốc nữa sẽ có người trở về bẩm báo đúng vậy a à. diệp Vấn thiên cười cười có thể là ta lớn tuổi tâm tính không còn bằng lúc trước nữa cảm khái một tiếng lời còn chưa dứt thì chỉ thấy một tên hộ vệ mang theo vẻ mặt choáng váng đi tới thế nào bên kia đã quyết định danh ngạch xong rồi sao diệp Vấn thiên cười nói bẩm báo bệ hạ đã xác định hộ vệ này lập tức ôm quyền ồ xác định thế nào nói ta nghe một chút thấy nhanh như vậy đã xác định ra danh ngạch diệp vấn thiên có chút hiếu kỳ danh ngạch đi vào hóa thanh trì là do tứ đại chư hầu bọn họ luận võ để quyết định hộ vệ nói luận võ cũng đúng những người đứng ba thứ hạng đầu trong các nước chư hầu cũng nên tỉ thí một chút diệp vấn thiên cười cười không phải những thiên tài này luận võ là thầy hồng hồng phong đế quốc một người đối chiến với ba người thầy la thầy Phùng và thầy Trần, đồng thời. Hộ vệ Trần chờ một chút, dường như đến bây giờ vẫn không thể tin được. Đánh bại ba người bọn họ, ném ba danh ngạch còn thiếu cho ba đế quốc phong nguyên, tiềm phong và trục nguyệt. Người nói, Hồng Thiền, một người chiến thắng La Chiêu, Phùng Vũ và Trần Việt. Vệ Giang trợn mắt, cẩn thận nói cho rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vâng, hộ vệ vội vàng nói kỹ càng chuyện vừa mới xảy ra một lần. Chuyện này, làm sao có thể? Nghe hắn giải thích xong, thân thể vệ giang và diệp vấn thiên đồng thời run rẩy một cái. Thực lực hồng thiền mạnh bao nhiêu, bọn hắn biết rất rõ ràng, một người đánh ba người đồng cấp khác cho hoa rơi nước chảy. Dù thế nào cũng không thể tin được a à. Một người đối chiến với ba người mà thắng, danh ngạch có thể xác định như thế, thế nhưng, năm cái chỉ nhãn bọn hắn phân chia như thế nào chứ? Ngây ngốc nửa ngày, Diệp Vấn Thiên không nhịn được nói. Làm hoàng đế bệ hạ cho nên đương nhiên hắn biết, danh ngạch dễ phân phối, chỉ nhãn mới là khó phân phối nhất. Hồng Phong đế quốc, người gọi là thầy trương mà ta vừa mới nói đồng thời khiêu chiến chín vị danh sư của ba đế quốc Phong Nguyên, Tiềm Phong và Trục Nguyệt. Người thắng lấy được tất cả danh ngạch, thua danh ngạch của bọn hắn sẽ bị loại bỏ. Hộ vệ nói, lại là đồng thời khiêu chiến, không phải ngươi vừa mới nói, thầy trương này chỉ có thực lực chọc thanh cảnh đỉnh phong, thực lực rất thấp thôi sao? Diệp Vấn Thiên không nhịn được nói. Chín người đều có thực lực mạnh hơn so với hắn, đánh như thế nào? Trọc thanh cảnh đỉnh phong, một người khiêu chiến với chín hợp linh cảnh. Làm sao có thể đánh thắng được chứ? Đánh như thế nào đây? Lại dùng chiêu số và thủ đoạn gì chứ? Hắn, hắn. Hộ vệ nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt vặn vẹo. Hắn nhắm mắt lại đánh. Audio điện tử võ tấn bền.